Có cái bà kia, bà hỏi cái bà này, bà nói là: ủa chị, làm cái gì mà cái đêm tân hôn mà người ta cảm thấy người ta thích làm cô dâu đồ mà ta lên xe hoa đồ mà cô dâu cô đẹp dữ vậy? Cái bà này bà nói là: cái cảnh giới này chỉ có người trong cuộc có biết. Bà chưa lên xe hoa bà chưa biết đâu. Giải thích bà khó hiểu lắm. Chừng nào bà có duyên nó đi rồi bà sẽ biết. Hiểu không? Đó, nhưng mà nó lại có tác dụng phụ về sau rất là cao. Nhưng mà cái pháp của Phật mọi vị lãnh ngộ thì nó càng đi sâu thì nó càng an lạc. Hiểu không? Mà quý vị nhớ nha, còn cái pháp thế gian nó càng đi sâu tình cảm thì nó càng khổ đau. Nó lạ kỳ vậy đó quý vị. Đúng là thế gian pháp và xuất thế gian pháp nó hai cái điểm cùng xuất phát, nhưng mà cái điểm xuất phát thì để đi đến cái chỗ giải thoát, mà cái điểm xuất phát thì đi đến chỗ đọa lạc khổ đau. Ghê không? Hai quý vị. Hai cái người vừa yêu nhau nghe quý vị, nó đẹp đừng có nói nữa. Nếu thật sự hai người yêu nhau, cái tình yêu ban đầu nó đẹp không tưởng tượng được quý vị. Có nghĩa là hai người chỉ cần ngồi bên nhau và đi chung với nhau thì dù cái nơi đó là bờ ruộng hay là đồng quang vắng, chỉ cần hai người này có ở bên nhau là nó sẽ thấy nơi đó là một cái nơi hoa thơm cỏ đẹp. Tuy cũng như vậy đó quý vị. Hai người này yêu nhau dù là ngồi ngay chỗ này là bãi tha ma, nhưng mà hai người này vẫn nhìn thấy chăng sao lấp lánh. Khi tình yêu ban đầu nó kinh như vậy đó quý vị ơi, hiểu không? Nhưng mà lạ thay khi mà nó đi sâu vào sự việc của nó, hiểu không? Thí dụ như ban đầu nó vừa gảo gảo bên ngoài thôi, hiểu gảo gảo bên ngoài không? Thì cái cảm giác này nó không tưởng tượng được quý vị. Thì từ từ nó đi vào cái việc mà trọng tâm. Mình suy nghĩ cái trọng tâm, mình gáo gáo bên ngoài, rồi mình nghĩ tới trọng tâm, mình thấy nó hấp dẫn, thấy ghê lắm. Cái sự tưởng tượng của nó kinh lắm quý vị. Nhưng mà khi đi vào trọng tâm rồi mình mới thấy sao nó kỳ cục vậy trời, nó bình thường quá, đâu có gì đâu mà đặc biệt. Tự là tự. Thì thấy không, ngũ dục lục trần dẫn dắt chúng ta đi vào khổ đau. Thấy không? Đó. Nên hai người mà yêu nhau mà họ có thể dí cái câu mà gọi là mấy sông cũng lội mà mấy đèo anh cũng băng qua. Đêm hôm mà chó sủa vượt chạy, vậy mà nó lang thang, con nhỏ này nó sợ ma, nó sợ quá trời. Vậy mà vì quen người yêu, hẹn với người yêu mà nó trốn nhà trốn cửa, nó leo hàng rào, nó nhào qua lửa đỏ, vậy mà nó tìm gặp người yêu thương của nó. Ghê không quý vị? Rồi khi nó gặp rồi, tàu ơi, nó nói bao nhiêu lời yêu thương, bao nhiêu lời mặn nồng. Vậy mà một ngày nào nó đem những cái lời yêu thương mặn nồng này nó trả ngược lại là những lời dao búa. Có không quý vị? Ghê chưa? Nên cái con quan gia nó không bao giờ gặp mình mà nó để trên cái chữ trên chén là quan gia bao giờ, mà nó để là anh yêu em, hoặc là em yêu anh. Quan gia nó để như vậy đó. Nó dùng bao nhiêu lời ngọt dịu, nó nói bao nhiêu cái tiếng hoa mỹ dễ thương để nó làm cho mình phải say đắm với nó. Rồi lúc mình say đắm đến mức cực điểm thì lúc đó nó mới chỗ bộ mặt ngoan gia ra. Ghê không? Quýnh đập nè, có những cái tình cảm nó đẹp thấy ghê, mà sau này nó dậm, nó đạp, nó quýnh, nó đá, nó quýnh rớt răng chảy máu. Có bầu mà nó đá luôn. Có nhiều bà có bầu mà vẫn bị quýnh. Có cái bà kia bà nói những đức là: thầy biết không, con còn có 2 ngày nữa đẻ, chồng con đạp con một phát đẻ tại chỗ luôn. Đạp một cái đẻ tại chỗ luôn. Quýnh giả mang chưa? Thì những đức hỏi là ngày xưa tình cảm giữa cô với chồng sao? Cô nói là trải qua 3 năm yêu thương xây đắp. 3 năm yêu thương say đắm. Vậy mà bây giờ nó đạp đẻ tại chỗ. Xong bà nói rằng: con nói cho thầy nghe nha, con hận chồng con. Con hận không tưởng tượng được. Con hận thằng này dữ lắm. Nó ác nhân ác đức.
con có bầu bì mà nó đạp con đẻ luôn, nó quýnh con, thấy không? Xong khi mà con đẻ xong đó thầy, nó lo ăn nhậu, nó đi làm cho cái tiền nó ăn nhậu, nó không mua đồ ăn đồ uống cho con ăn để có sữa cho con bú. Con phải xin tiền cha mẹ ruột con để mà con sống qua ngày đắp đổi. Xin tiền xong nó về nó còn lấy tiền của con đi nhậu luôn. Nó nói với con câu mày là u xin trong nhà này, chữ tá lạ âm binh luôn, ghê chưa? Bà lỡ bà khóc lóc với những đức nói tại sao bà không khóc với chồng bà. Mình có câu mà nói bất cười luôn quý vị ơi. Mình là tại vì người ta khóc lóc quá. Nếu bây giờ mà mình cho người ta nương tựa thì người ta khóc, người ta coi mình cũng như là điểm bám như thế quý vị. Nên mình phải nói câu là tại sao bà không khóc với chồng bà. Tôi có cái gì đâu bà khóc với tôi. Tôi đâu có 3 năm tình yêu với bà đâu. Mà bà lỡ bà kể lể với tôi nghe cái gì ở trong đây. Đúng không? Xong tự nhiên bà đứng lại bà nghỉ khóc. Tại vì giờ đó, nói vậy rồi khóc cái gì? Phải chi mà mình nói câu nói à, cứ khóc đi con. Nó khóc hoài. Nó lỡ nó khóc hoài thì đâu có giải quyết được vấn đề. Thì mình nói bây giờ bà khóc với tôi để làm gì? Trong khi trái tim tôi đã băng giá rồi. Chơi cái câu ghê không quý vị? Vậy mà kết quả đó kìa, bây giờ ở đâu? Cuối cùng mà đứng lại, lúc đó những đức mới nỉ non nói cho bạn nghe, cuộc đời này chỉ có bản thân mình đi mà thôi. Hiểu chưa? Nếu chồng của cô mà cặp vào đi với cô hết cuộc đời này thì chưa chắc cô có cơ hội gặp những đức mà nghe tịnh độ. Vì nợ người ta đòi bao nhiêu đó, bà đạp cô đẻ tại chỗ để cho bản thân của cô nhìn được cái bộ mặt thật của quan gia. Nghe không? Rồi lúc đó cô mới biết tìm đến một phương trời rộng mở của Phật Pháp. Cơ hội hôm nay cô đã tiếp nhận Phật Pháp, thì cô đừng có đem những nỗi buồn mà quan gia đã khảo đảo cô đi đẩy cô đến Phật Pháp. Cô hãy quay cái tâm lại cảm ơn quan gia. Đúng không? Tự nhiên bạn nghe bạn sửng sốt quý vị. Nghe tự nhiên nó người nó tự nhiên nó có một điểm bám chắc chắn luôn quý vị. Còn nếu như bây giờ mình kêu khóc đi mình chỉ giới thiệu mình nói ngọt dịu đồ này kia đồ thì bà chỉ biết nương mình thôi. Khóc đi đừng ngại ngùng. Mình nói kiểu đó là chết phồ luôn. Không đi được cái luôn, tôi khóc hoài luôn, có được cái gì? Nó thấy chưa? Nó nên từ nơi đó mà con người thì có những người trẻ bây giờ họ cũng đang yêu á, cũng đang trong men tình ái á, trong bây giờ đâu quý vị. Nhưng mà một ngày nào rồi em sẽ biết men tình ái này có thật không em ơi, được không? Giờ yêu thì cứ yêu đi. Rồi nghe rồi, một ngày nào sẽ hiểu em à. Em quý vị, còn quý vị trong đây là từng trải rồi. Khi nói rồi đó, từng người từng trải giống như là nước hòa cùng sữa. Cảm thọ được quý vị, hiểu không? Nó giống như Đức kể câu chuyện mà cái bà mà 70-80 tuổi đó. Thì ghê thiệt. Quýnh từ khi đêm động phòng. Thì động phòng thì ai cũng bị đánh rồi. Nhưng bà này bị đánh khác thường hết, hơn người khác. Thấy không? Cái vị thì đêm động phòng thì thương yêu đồ này kia. Nhưng bà này trước nhất là đêm động phòng là bị đánh. Đêm động phòng nó quýnh te tô luôn. Đánh quá trời đánh luôn. Thì bà mới hỏi chồng tại sao mà đêm động phòng người ta là thương yêu, là đêm động phòng là đêm đẹp nhất kỷ niệm của cả đời, tại sao mà đánh tôi như vậy? Nó là mày không nghe hả? Cái câu người xưa nói có chuyện thấy ghê không?
mày không nghe cái câu người xưa nói đó. Dạy con dạy lúc còn thơ mà dạy vợ dạy lúc ban sơ mới về. Nói cái ông này ông nghe câu này mà ông hiểu lầm cái câu này rồi. Thấy không? Dạy con vậy lúc còn thơ là con mới đẻ ra uống nắng dạy con đàng hoàng theo cái hành động mà đạo đức của mình có được. Dạy vợ dạy lúc ban sơ mới về là cái đêm động phòng đừng có để mình mê mẩn nhậu nhẹt xỉn sai. Mà mình nói về cái đạo nghĩa làm người, nói xong rồi mới xử lý. Đó là có dạy rồi mới có tình cảm. Thì nó mới ấn tượng cả đời của cái đêm đầu tiên. Quý vị, con này nhiều người là do nhậu nhẹt xinh sang, nhào vô, nhắm mắt nhắm mũi, làm càng làm đại. Thì cuối cùng nó không có cái gì là dạy, mà nó không có cái gì là đẹp của cái đêm ban đầu. Nên người ta nói câu vậy, còn cha thì hiểu lầm. Cha ba của cho quýnh ta te tua tả tơ chứ, quýnh ba bà mặt bà mày chứ. Thì từ đó về sau ông đánh suốt luôn. Đánh bà này quá trời, đánh tới 60-70 tuổi, 70-80 tuổi, 75 tuổi bà mới đi vô tới trong chùa này. Thì những đức nói chắc bà thì bị đánh vậy thì chắc chắn bà không khổ gì đẻ. Tại vì nó đánh kia đó nó đâu có thương đâu mà nó làm gì mà đẻ. Thì bà nói không phải thầy ơi, nó khác hoàn toàn, cái thằng nó kỳ luôn. Chồng con rất là lạ, nó đánh rồi nó mới làm. Rồi xong những đức hỏi vậy bà đẻ mấy đứa? Bà nói 7 đứa. Đánh gì mà nó còn đẻ 7 đứa cho đó nữa à. Thì ghê chưa. Bà nói đời bà gian chung khổ không tưởng tượng được. Nhờ người ta tặng một chiếc máy nghe pháp nghe thầy giảng. Bà nói nghe thầy giảng mà lúc thì khóc lúc thì cười. Lúc khóc là nó đúng tâm trạng bà, lúc cười là bà nghe bà mắc cười quá trời mắc cười, chịu không nổi mà cười. Thì nhìn những cái đoạn giảng này nè, nghe mà cười mà bể bụng á, nó vừa đúng tâm trạng mà vừa cười nữa, đúng không? Nó nên từ nơi đó rồi bà vô tới đây năm bà 75 tuổi, xong bà ở trong chùa được 2 năm ổng vô tìm, là lúc đó là ổng gần 80 tuổi. Nhưng bà nói là chồng của con ghê gớm lắm, 75 tuổi vẫn không tha, hiểu chưa? 75 tuổi mà ổng vẫn còn khỏe lắm, vẫn không tha. Nó cuối cùng lên quý vị, nói này nói kia nói nọ gì mà bả dẫn đi theo ổng về. Đi thấy không, kinh chưa? Theo về bây giờ mới mất tiêu luôn, chắc vô hết nổi tại vì kiệt sức già chắc chết luôn rồi quá. Đi thấy chưa? Thôi mấy cô ơi, dù chúng ta có trả cái gì thì trả, nhưng mà phải cố gắng niệm Phật. Để sau này khi mình hết xíu quách á, mình cũng còn được nương tựa A Di Đà Phật. Trời ơi trời. Chứ bây giờ mấy ông mấy bà mà chơi te tua tả tơ hết xíu quách, mà cuối cùng bây giờ cuối cùng biết đưa vào ai đó chắc chết mồ luôn. Đơn luôn rồi, chết không biết đi về đâu. Họ chơi cái gì thì chơi, nhưng phải niệm Phật thôi, phải cầu sanh cực lạc thôi. Thưa quý vị, cái cõi này đâu có tồn tại đâu mà mình ở đây được. Phải chi mà mình gán cố gắng mà mình vẫn ở đây được, mình khỏe, mình không chết, mình còn có giữ nhà cửa, tiền tài mình còn luôn, ở hoài thì mình cũng gán cố gắng mình giữ. Còn bây giờ một ngày nào mình ra đi mình có cầm gì theo được đâu chàng, đúng không quý vị? À, nên tôi nói câu phổ thông của xã hội cho quý vị dễ nghe, chơi gì thì chơi, phải niệm Phật. Hiểu không? Nó chứ mấy bà không niệm Phật là chết. Rồi nương tựa vô ai mà yên tâm. Lúc mình còn ngon lành á, mặt hoa da phấn, thì nó nói bao nhiêu lời tình cảm, nó yêu thương mặn nồng, nó nói tá lả âm binh. Mình mà bây giờ mình thử thí nghiệm, mình nói em bây giờ đang bị ung thư ngực. Nói gì? Ung thư ngực hả? Từ đó sao nó tránh cái ngực liền. Nghe mình ung thư ngực nó tránh cái ngực liền quý vị ơi, đúng không? Nó thử đi rồi quý vị biết à, cái đó tình cảm sao liền à, đúng không? Nên cái vốn của mình đặc biệt nhất là cái vốn tu.
Cái vốn tình cảm đó đó, tuy nó mặn nồng ăn ái nhưng nó dễ quất vô thùng rác như chơi. Cho quý vị biết. Nên cái thật lòng của chúng ta trong cái cuộc đời này, nhưng chúng ta phải biết cái điểm thật nào mà bản thân chúng ta có điểm nương tựa. Suy nghĩ đi. Nó nên nó độ nghe những cái bài pháp này nó thật sự mà nói. Đúng không? Người đang hạnh phúc thì cứ duy trì vậy mà niệm Phật. Người đang khổ đau thì trong khổ đau niệm Phật. Người đang xấu xí thì trong cái việc xấu xí đó mà niệm Phật. Người đang trong tình ái thì tình ái đó mà niệm Phật. Hiểu chưa? Mà nói tình ái đây là tình ái phù hợp. Nếu tình ái mà không phù hợp thì dẹp nó đi. Nghe không? Nó tạo ra làm chi cái không phù hợp. Nó hồi tối cái bài giảng đệ tử quy hồi tối nó hay lắm á. Hồi tối giờ nó giảng đâu biết gì đâu. Mà hồi tối á, có hai người đó yêu nhau. Mà tự nhiên cái ông đó lỡ. Cái ông đó lỡ. Xong bữa đó hồi tối giờ Đức không biết gì, Đức giảng tá lả binh chứ. Mấy chú quay phim. Xong cái ông đó gặp mấy chú nói: ông thầy này ông giảng ghê thiệt. Tôi đang yêu đó mà yêu không đúng nơi đúng chỗ. Nó là ông giảng từ nãy giờ giống như ông chữ sắn xả tôi. Chữ sắn xả. Nói thầy đâu có biết chú đâu mà chữ sắn xả. Tại vì duyên hội tụ thôi. Hiểu không? Nhưng mà có những cái lời giảng gì nó làm cho ta tỉnh hồn đó quý vị. Thấy không? Tỉnh hồn. Nó nên á, một cái dòng nước nó chảy qua một cái ống. Thấy không? Thì nó đã chảy qua một lần thôi. Thì chúng ta tạm ngưng đừng cho nó chảy qua nữa. Không lẽ mình cứ làm phiền hoài nhau sao? Nó đã không phù hợp rồi, đúng không? Thì dừng lại. Tị bị nghĩ gì nghĩ nghe. Tôi không nói cái gì hết trơn á. Cách giảng pháp là sự thông minh, ai hiểu sao thì ra vậy thôi. Tôi đâu có nói ai đâu. Nhưng Đức nói thiệt nha quý vị. Cái cách giảng pháp này là gọi là cái cách mà gọi là giảng pháp mà nhân sinh an lạc. Đúng không? Nghe mà giống như nói cái câu mà gọi là thế gian cái gì, gọi là FP nhân sinh. Ghê thiệt chứ. Nó không phải trực diện giữa hai con người, nhưng mà nó đi vào trọng tâm của mỗi một con người, cảm giác an lạc. Đúng không? Dễ dở ngương quý vị, dễ dở ngương vậy đó. Mỗi trọng tâm mỗi người tự nhận thức, tự dính, tự cỡ mở ra. Không, đó cái này là đại giảng đó nha quý vị, không đơn giản nha. Không? Nên những Đức nói thiệt với một số mấy cô đây, khi mà hết cái nợ chồng hay là mấy ông mà hết cái nợ vợ nha. Bây giờ quý vị có những người để bị cảm thọ nó phải tự tại không? Nó không có ràng buộc mình. Không có ràng buộc mình nghe. Mình muốn làm sao mình làm cái chuyện của mình, không có ai ràng buộc mình. Nó mà gặp chùa gì nó bình an. Giống như có một cái cô kia ở chắc là Đao. Bà năm nay á, bà 50 mấy tuổi. Nói câu chắc là đau nó không dính ai. Năm mấy tuổi vậy. Đi hộ niệm. Quen một cái ông này nhỏ hơn bả 10 tuổi. Ông này 40 mấy à. Mà bả thương ông này, bả thương say đắp. Rồi hai người làm đám cưới luôn. Rồi cuối cùng khi về bả khổ mỗi ngày là bả ghen với ông này. Bà ghen chết được luôn. Rồi bà ngày xưa bà chuyên niệm Phật.
sau này khi ông này gì, ông này kêu bà là phải học cái khác, không niệm Phật nữa. Thấy trở ngại chưa? Khi bà gặp những đức bà nói đúng là cãi thầy núi đè con. Cãi thầy núi đè con. Nói nên bà năm mấy tuổi mà bà còn xíu quách dữ quá ha. Hiểu không? Nó nói là cãi thầy núi đè con, bà thấy bị đè mà. À, thấy bây giờ không, con cái nó cũng ngại rồi đó. Con cái nó ngại, con cái nó mắc cỡ rồi, bà thấy chưa? Rồi bây giờ bà cũng dính chân luôn rồi, bà thấy chưa? Bây giờ nếu bây giờ Nhân Đức cho bà chọn lựa cái khởi đầu mà chưa có gì, và cái bây giờ bà chọn lúc nào, bà nói chọn khởi đầu. Chết ngay cái chỗ này. Giảng cái câu này để cho cái người đừng đi vào kết cuộc, khởi đầu bước ra liền. Đi kết cuộc bước ra khó. Quý vị coi, đặt đám cưới rồi. Bây giờ thằng này nó trẻ quá, bà ghen te tua. Bây giờ thằng này nó cỡ như Nhân Đức thôi, bốn mấy tuổi, bà năm mấy. Nhưng bây giờ như tôi không đi tu, ngu gì tôi chọn năm mấy tuổi. Đúng không? Ai mà chọn năm mấy tuổi, cái bà già năm mấy tuổi trời là trời. Hiểu không? Giỏi lắm bà có chút đỉnh tiền bạc gì, rồi nó lợ với bà, nó kiếm chút đỉnh tiền. Rồi xong khi có rồi thì nó coi bà như ô xin, nó chuyển say bà luôn. Hiểu không? Thì mình nói ở chắc là đau, không biết ở đâu. Quý vị thấy có cái tỉnh nào chắc là đau không? Cái tỉnh chắc là đau là cái tỉnh như Đức đặt ra. Đặt ra cho những con người mà không rõ tâm tích, tên tuổi, là không nói được quý vị. Đưa vào chắc là đau. Hiểu không? Thì tự mình nghe rồi tự mình biết, mình hiểu, rồi mình tránh. Vậy thôi. Nghe không? Quý vị cũng đừng đi hiểu ra tìm hiểu là cái tên đó là của ai, nhân vật đó là người nào, nhân vật đó là của mình, của tương lai. Ai biết được. Đúng không quý vị? Khi quý vị gặp trường hợp, quý vị nhớ là ông thầy giảng. Ồ, đừng bước vô nguy hiểm. Nghe không? Đừng có bước vô nguy hiểm. Nó ghê lắm. Khi nó yêu thương rồi nó nói bao nhiêu lời đẹp lắm. Em cứ yên tâm, lấy anh rồi đố cần lo gì luôn. Anh lo hết sạch cho việc trong nhà, anh giải quyết hết. Anh là một cái khả năng giỏi không tưởng tượng được. Cái gì anh cũng làm được, cái gì anh cũng lo được. Đời của em khổ với chồng trước, nhưng mà với anh em sẽ không bao giờ khổ. Thấy không? Chồng của em là không biết thương hoa tiếc ngọc, anh là không có tính cọc cằn như chồng em đâu, yên tâm. À, xong cái bằng đêm cái đầu là nó ngồi nó ngắm trăng, ngâm thơ cho mình nghe, nhất là ngâm thơ viết văn hay cũng ghê. Đó. Nhìn trăng sáng trước giường, dưới đất ngỡ là hương, ngẩng đầu nghe thương nhớ, cúi đầu nhớ cố hương. Ghê gì, nó viết thơ ghê gớm. Đúng không? Mình vừa câu cố hương là mình lúc đó mình là dính vào hồ thốc liền. Thơ văn đồ nó ghê lắm quý vị ơi. Cẩn thận quý vị à, phải cẩn thận nghe. Lúc này sao mà tôi cứ nhắc mấy cái vụ này hoài vậy ta? Cái chuyện của mấy bà đây làm như có chuyện xảy ra á. Cảm ứng quý vị ơi. Quý vị mà đến Nhận Đức lâu năm á, mà quý vị lâu lâu mà có cái gì ở trong cái nhóm quen quen lâu lâu nha, là tự nhiên nó cảm ứng nó hoài. Thôi kệ, người khác cũng được nhờ. Nhắc nhở tốt mà quý vị. Đúng không? Ai sao kệ ta, mình cũng phải tu thôi. Nhưng mà thà mình nhắc vậy, biết đâu người ta tỉnh ngộ. Nghe không? Tỉnh ngộ thà đi bộ một mình. Nó yên hơn. Quý vị. Một mình dễ đi hơn. Mình dễ đi hơn. Hiểu không? Nên mấy cái ông này nghe, mấy ông này, mấy ông đòn mà nam có nam vô, mấy ông đừng có chọc mấy cái bà giá nghe chưa.
để cho mấy bà yên, mấy bà tu đi. Đừng có làm em phải động tâm nha. Hiểu không? Hiểu không? Để cho người ta yên. Hiểu không? Để cho người ta yên, để người ta tu. Thà làm động nước ngàn sông chứ đừng nên động tâm người tu tập. Hiểu không? Để ta yên ta tu đi. Bởi vì tôi nói mấy ông áp lắm. Nên trong đoàn mà có một hai ông đồ, mấy ông tài xế đồ nghe ngọt dịu mà miệng mồm lanh lẹ đó, mấy ông mà nghe giờ đức giảng mấy ông đừng có làm cái chuyện để cho bà yên bà tu đi tội nghiệp với bà, đúng không? Người nữ người ta dễ sa ngã lắm. Chứ sao từ nơi đó mà mình phải có tấm lòng, thấy không? Ông bà giảng này nhân sinh ghê hết rồi. Nhân sinh luôn. Trở về cái đề học, quý vị nhớ là trong cái cuộc đời, trong cái cuộc đời của mình, quý vị nhớ nha, dù ai có tha thứ hay cho mình hay không tha thứ cho mình, nhưng riêng bản thân mình phải hướng đến tịnh độ. Đúng không? Chỉ có cái pháp niệm Phật này mới giải quyết vấn đề khổ đau trong cuộc đời. Đúng không? Nên mỗi một con người chúng ta nên làm ông Phật, làm ông thần để ban bố sự tha thứ cho người khác. Vậy thì đặc biệt lắm quý vị. Đúng không? Đó. Nên chúng ta mỗi người đều đi cầu sự tha thứ, đi cầu quan gia tha thứ. Nhưng tại sao chúng ta không tha thứ cho những con người mà mình đang giận hờn? Nhớ. Nếu như quý vị muốn tiêu trừ nghiệp chướng thì quý vị phải tha thứ cho những con người bên cạnh quý vị, thì nghiệp chướng tự sẽ tiêu trừ. Đúng không? Cầu sám hối đủ thứ chuyện lệ, lại lò lục rồi làm đủ chuyện công đức để cầu tiêu nghiệp. Chỗ này chưa tiêu đâu bạn. Bạn hãy tha thứ hết đi, trong tâm bạn chỉ còn câu Phật hiệu thì tiêu trừ nghiệp chướng. Hãy nhớ kỹ nghe, đây là cái quan trọng nhất á. Nó hãy cười lên cho đời hết khổ. Hay không? Cười lên mà cười thì phải cười cho thả ga, giống như chạy xe tốc độ mạnh đi. Quý vị biết tại sao mà mình cười thả ga mà nó tiêu trừ nghiệp chứ không quý vị? Vì nó bốc ra hết, đừng có mà giữ lại quý vị, thế phải cười lên để những cái hơ hám độc địa bên trong nó bay ra hết, thấy không? Để cho con người nó được khỏe, thấy không? Nên những đức chọn cái điều địa chung cho quý vị mỗi thời buổi sáng tu, đó là có một nguyên lý cực kỳ sâu sắc. Vì quý vị biết rằng cái điều địa chung nó giúp cho môi quý vị được lưu thông đến bộ não. Không phải giỡn đâu nghe quý vị. Nè quý vị nghe nè. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nó lưu thông đó quý vị, không phải giỡn đâu nghe. Nguyên một đêm mình ngủ mà quý vị biết cái môi mình ngậm không à. Thần kinh bị nó đóng băng lại hết rồi. Con người đâu có hoạt bát được, nên con người ngủ luôn tới sáng, quý vị thức dậy vì đâu có thông minh. Nên khi niệm địa chung không lễ Phật là đầu óc bị hoạt bát liền, đúng không? Mà cái điệu địa chung này là cái điệu mà so bóp toàn thân. Phải giỡn đó vị. Ai di đà Phật, ai di đà Phật, ai di đà Phật, ai di đà Phật, ai di đà Phật. Làm gì kiểu đó mà làm sao mà buồn ngủ được, hiểu không? Cái điệu lễ Phật cũng vậy nữa, thấy không? Nên đúng là cái phương pháp tu xịn sò.
quá đặc biệt mà, nghe không? Cái phương pháp tu này mà Phật A Di Đà ngày còn tán thán quý vị đó, đó số 1 rồi đó, nghe không? À, phải siêng năng sáng tối tu nghe mấy chị, nghe không? Tu đi thì nó đẹp à, sáng sủa liền nó dòng voi, nghe không? Tự nhiên vui hoài vậy đó. Sáng mà tu xong là nấu ăn cũng cười, nấu mì cũng cười, ăn mì cũng cười, lau nhà cũng cười. Nhưng mà không tu một thời mà ngủ tới sáng cái mặt. Lau nhà vào cái mặt. Gặp đứa con nó ngủ ra nó ngồi, nó ngồi cục, nói mày đi, mày rửa mặt cho tao. Thứ gì đâu sân si vậy. Cứ quý vị mà niệm địa chung lễ Phật xong đi, quý vị sẽ nhìn thấy con quý vị nói chuyện ngọt dịu với nó, chồng mới nói ngọt dịu liền. En en ăn mì chưa? En hiểu không? Tại vì bị tu xong nên cái buổi sáng bị tu xong là một ngày mới bị thành công, nghe chưa? Đó, quyết chí đời này về cực lạc vậy luôn. Buồn phiền gì cũng buông xuống vị ư. Đời này mà không gì cực lạc là không được nghe. Nhưng đặc biệt hạnh phúc mà đời này về cực lạc gặp nhau chẳng hết trơn. Quá đặc biệt mà không. Quý Phật tử khắp nơi nơi mà coi qua trực tiếp này nghe, ai cũng phát nguyện đời này chúng con phải về cực lạc. Thì nhớ nghe, về cực lạc mới cứu độ được thân bằng quyến thuộc nghe quý vị, giúp được tất cả thuận nghịch luôn. Không về cực lạc là cứ như đi xuống tam độ ác đạo, khổ chết mồ luôn, thấy không? Thầy trò mà bị xiềng xích le lử ở dưới luôn, nó quýnh cho mình bể đầu bể cổ ở dưới, nghe chưa? Về cực lạc thì phơ phớ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà đuôi xuống tam độ ác đạo là 33 tướng xấu. Chưa từng nghe phải không? Đi xuống tam độ ác đạo là 33 tướng xấu, 83 vẻ xấu luôn, lên thêm một bậc nữa đó quý vị, nghe chưa? Bởi vì không gì cần làm không được. Chồng vợ con cái gì trở ngại phải về cực lạc. Mà muốn về cực lạc thì làm sao? Tha thứ, đúng quý vị? Niệm Phật là rồi nhưng phải tha thứ kìa. Đó, mình tha thứ từ đây tới cuối đời là con nợ nó buông tay ra, nó buông tay à. Nó quý vị coi này, quý vị chỉ cần nhẫn được nghe, nó đứng nó chửi. Nó chửi một chút quý vị cứ niệm Phật đi, một chút nó làm nè. Còn quý vị niệm Phật phải re. Có cái bà kia nhận đức chỉ với bà, cái nhà kế bên bữa nào nó cũng chu mỏ qua nó chửi. Bà đóng cửa sổ làm đủ cách, nó vẫn lọt tiếng chửi qua. Bà hỏi Nhân Đức bây giờ con phải làm sao thầy? Nhân Đức nói bà bắt cái điệu mà địa chung của Nhân Đức bà đưa qua. Cuối cùng bà nhờ chú Tâm Viên gian ra thành hai tiếng. Bên kia nó chửi, bà chơi cái điệu địa chung qua. Ai gì đâu bắt, ai gì đâu. Ấu là tao. Nó đâu có biết ai với Đà Phật là cái gì. Nó tưởng đâu cái bà này chữ tiếng Anh. Nó kênh với bà nó chữ quá trời chữ. Cuối cùng có một tiếng đồng hồ nó nằm tại chỗ. Mệt quá. Còn cái máy của Nhân Đức thì ai với Đà Phật ai. Làm lia làm lịa chứ. Cuối cùng nó lỡ nhà kế bên chờ sớm nói một câu vậy nè. Tao công nhận con nhỏ nó chữ ghê. Nó chửi vậy đâu mà tao một tiếng đồng hồ, tao là cao thủ của sớm này chửi. Tao chửi có tiếng hồ té nằm cái rầm. Nó chửi thì 10 phút nữa là tiếng 10 phút vẫn tiếng ngon lành. Chơi điều đi chung quý vị. Đúng là mấy bà này cũng khôn ghê. Lấy tôi ra đỡ đạn. Mà điều đi chung của những đức y ran này nhạc rap quý vị ơi. Ai di đà Phật, ai di đà Phật, ai di đà Phật, ai di đà Phật, ai di đà Phật.
thằng kia nó làm theo. Mày. Nó chưa có vô được câu chữ là mình ai với đà bắt, mình nạp. Cuối cùng có 1 tiếng hổ té cái rầm. Le lử luôn. Cho biết. Nó nhà tao, tao bắt niệm Phật, tao làm bộ tao bắt nhà mày cho tao sợ. Để cái cửa sổ. Đúng là ghê thiệt chứ quý vị. Chúng ta thường khi đi chùa hay là có những người mình đi đến tượng thần hay gì mình cầu nguyện, cầu xin, cầu chờ khẩn Phật tha thứ tội lỗi gì đó cho con, mà mình quên đi mất tiêu. Có nhiều người cũng cần mình tha thứ đó quý vị, đúng không? Khi những người mang nghiệp phá thai, mẹ mong sao con đừng có theo làm phiền mẹ nữa, đừng có theo làm mẹ sợ hãi đau đớn gì nhé, đừng làm mẹ bệnh hoạn này kia. Nghe có khi mình hại người ta rồi đó, mình lỡ mình nói mong thôi, hồi xưa tôi không hiểu tôi việc đó, tôi lỡ sai rồi, thôi tha thứ giùm cho tôi đi, tha thứ cho tôi đi nghe, này kia đồ, mình mong người ta tha cho mình quá trời, nhưng mà mình lại quên là mình không tha thứ cho người khác, đúng quý vị? Nên tha thứ cho người được lợi ích gì? Cái phương pháp mà tiêu trừ nghiệp trước đó là mình tha thứ cho người ta đó, rồi người ta mới tha thứ cho mình. Cái tiêu trừ nghiệp trước là hai bên nó cỡ mở ra để nó tha thứ cho nhau, rồi nghiệp trước nó tự tiêu trừ à. Nên cái danh hiệu A Di Đà Phật là tha thứ đó quý vị, vì đó là chữ Phật là giác ngộ, nên cái danh từ Phật là tha thứ đó. Nên cả đời mình tu cái hạnh gì? Cái hạnh tha thứ. Lấy cái hạnh tha thứ tu cả đời. Mà quý vị càng tha thứ cho người chừng nào thì quý vị càng vui chừng nấy à, càng tha thứ cho người nào càng vui chừng nấy. Trong lòng quý vị chỉ cần còn một cái nỗi buồn, bực dọc, khó chịu gì để trong tâm là quý vị sẽ khổ. Mà cái đó là nghiệp chướng. Nghiệp chướng, nghiệp là cái tạo tác và cái quay lại, chướng là cái để trong tâm những cái không vừa lòng nên nó chướng. Mà mình lại để trong tâm, mà mình đi cầu cái tiêu trừ nghiệp chướng bên ngoài, nhưng mà cái chướng là từ cái tâm mình. Cái này là cái dễ thấy nhất, đúng không? Ví dụ như mình dặn chồng dặn vợ là chướng đó, trách con là chướng đó. Đó. Mình dặn thì mình không chịu nhìn ra, mà mình kêu người ta tha lại cho mình thì coi phải có nhiều người vậy không? Đó. Đó. Nên nó tha thứ cho người là mình đang lợi ích rất là lớn, mình đang vui rất là nhiều. Nói trước nhất là tha thứ cho người là nó đang giúp cho đỡ cho mình rất là lớn, giúp cho mình nhiều dữ lắm. Nên tu hành những cái văn tự này đơn giản đó, nhưng mà có khi cái đầu mối của nó là ngay những cái chỗ đơn giản này nè, mà ít ai mà có khi người ta nói những cái điều này. Có khi tụng kinh bái sám lại muốn xối chán, đầu mông gì, đầu thì ngước không nổi, còn mông thì dở không lên. Đi bãi bãi, lễ Quan Âm 3000 lại bãi bãi, nhưng mà lại không chịu để ý ngay cái chỗ tiêu trừ nghiệp trước là ngay cái tâm của mình. Cái đó chỉ là một phương pháp mà nó làm cho cái tâm mình đuối đi, để mà mình nhả cái chỗ mà phiền não giận trách ra. Phương pháp niệm Phật lễ Phật là nó làm cho tâm bị đuối, cái tâm hơn thua đuối. Để ý đi, khi mình khỏe mình sung cà che lắm, khỏe khi khỏe nó sung cà che ghê lắm. Sung cà che là hung dữ bạo ngược,
dâm dục, rồi ham muốn tiền tài. Khi mà có nó khỏe cái tâm là nó nhiều cái nó tích góp, nó gom, nó lụm tá lả cho nghe. Nhưng quý vị thấy vị lại ông âm mệt xong, quý vị thấy vị còn ham gì nói không? Đúng không? Nên phương pháp bái sám lễ lại, tụng kinh trì chú đều để đuối cái tâm tham, tham chấp, tham dục, tham hơn thua, tham đấu đá nhẹ xuống. Tại vì nó đuối cái tâm đó, nó không còn ham nữa. Nghe không? Nhưng mà cái cách đó chưa đạt bằng là cái cách giảng pháp. Vì giảng pháp nó mới thông tâm hoàn toàn. Giảng pháp nó mới thông tâm, rồi phương pháp lễ lại bái sám nó mới kết hợp vào, thì lúc đó quý vị mới thật sự là hiểu biết. Thấy không? À. Nên nhiều người á, người ta có thể đi lại núi non đồ, người ta lại bao nhiêu ngàn mắt thang. Người ta lễ le lử luôn, người ta lễ quá trời lễ, nhưng mà người ta không nghe pháp, người ta vẫn không hiểu. Người ta không hiểu, người ta vẫn nghĩ người ta làm cái đó là người ta đang cầu nguyện một cái việc gì đó. Mình cầu nguyện những việc là toàn đã đa vào quý vị cầu nguyện. Có bao giờ quý vị cầu nguyện là cho con té gãy tay gãy chân, ngực cho con đứt đầu đứt cổ? Đi cầu nguyện không biết ông thần ông Phật ở chỗ nào. Nhưng quý vị đi cầu nguyện cho ông ban những cái phép lành gì đó cho quý vị. Nhưng mà quý vị, cái người mà sống với mình cả cuộc đời hoặc sống với mình trong một gia đình, họ lỡ làm lỗi việc gì, tại sao quý vị không ban bố cho họ đi? Đúng không? Nghĩa là mình đi cầu ông thần bên ngoài mà mình quên mình cũng là một ông thần, có nhiều người cũng đang cần mình ban bố. Nếu như mình nghĩ được điều này thì mình trở thành ông Phật hoặc ông thần. Nếu con người đã trở thành như vậy thì con người đa phần thì trở thành ông thần, ông Phật để ban bố và tha thứ cho nhau. Đúng không quý vị? Thì trong cõi đời này làm gì có những cái giai thoại chiến tranh tàn sát ấy. Việc này việc kia quý vị. Vì con người ta dù đứng ở một cương vị nào, người ta quên đi cái việc là chúng ta đều phải cần ban bố cho nhau những điều bình an và tốt đẹp. Người ta không nghĩ điều này. Người ta chỉ nghĩ một cái quốc gia người ta làm sao mở rộng ra thôi. Mà người ta không biết rằng mình chiếm đoạt một quốc gia người khác thì dân tình đó cũng lầm than khổ cực, chết chóc, máu đổ đầu rơi. Không chịu nghĩ điều này, phải nghĩ điều này thì làm gì có cái việc chiến tranh xảy ra tàn sát lẫn nhau hả quý vị? Đúng không quý vị? Đó. Rồi bản thân của mình quý vị coi, có bao giờ chúng ta là một người phụ nữ nào mà mong muốn cái chuyện mà chồng của mình bị con nhỏ khác lấy không? Thì tại sao mình đi lấy chồng người ta? Mình nói đổ thừa cho nghiệp trước. Thì nếu đó là nghiệp trước, tại sao mình không tha thứ cho chồng người ta, trả lại cho người ta đi? Đúng quý vị? Đó. Nên chúng ta đi cầu ông Phật, ông thần bên ngoài, nhưng quên mất tiêu cái tự tánh Phật, tự tánh thần của chúng ta là mỗi người đều có. Nó quay lại phát triển mình để mở tâm ra với người khác đi. Vậy thì sự tu học quý vị thôi nó quá đặc biệt rồi. Thì bản thân mình á, mình vỗ ngực xưng tên, tôi là ông Phật nè, tôi là ông thần nè, nên tại sao tôi tha thứ cho người ta hết trơn? Nó cứ xưng mình vậy đi, rồi hãy tha thứ cho người ta đi. Đó, mình xưng mình như vậy mà mình đụng đâu mình cũng gom, mình đụng đâu mình cũng lụm hết chứ. Vậy mình đâu phải vậy đâu. Phật Thích Ca Mâu Ni là ông Phật lớn, tôi là ông Phật Thích Ca Mâu Ni nhỏ. Ngài làm được tha thứ cho vạn vật nhân sinh, còn tôi giải quyết được một vấn đề của một gia đình tha thứ. Làm đi, dạy ba người. Người ta thì mang tâm tha thứ quá rộng lớn, còn tôi mang tâm tha thứ một số người mà tôi gặp, một số người mà tôi sống chung. Quý vị nếu làm được điều này thì tức khắc cái sự học Phật quý vị có lợi ích rất là lớn. Lợi ích quá lớn luôn quý vị à. Rồi á, mình nuôi con khôn lớn, bây giờ con nó ngỗ nghịch, nó bất hiếu với mình nói nó không nghe. Tha thứ cho mày luôn. Tha thứ bằng cách nào? Khỏi cần nói mày nữa. Khỏi cần dặn chi. Không cần dặn, không cần nói nữa. Đúng không? Tại vì khi nó hỗn ẩu với mình á, thì nó sẽ gặp những cái thứ mà đến với nó.
Rồi tự cái thứ đó sẽ xử lý nó, rồi lúc đó nó mới suy nghĩ lại cái việc công ơn của cha mẹ. Trong cuộc đời này có khi quý vị giúp người nào đó, không phải người đó giúp quý vị đâu, mà sẽ có người khác giúp. Rồi quý vị hại người đó cũng chưa chắc người đó sẽ hại được quý vị đâu, nhưng sẽ có người khác hại quý vị. Thấy không? Nhân quả tương đồng, nó đồng quý vị à. Chừng nào nó chín mùi, cái nào chín mùi thì nó đến trước, còn cái nào mà nó chưa chín mùi thì đến sau. Ví dụ như hai người này hại nhau, nhân quả nó chưa chín mùi thì người kia chưa có hại mình. Mà cái người nào mà mình với người ta đối kháng vì nhân quả mùi rồi đó, đến lúc rồi nè, nó mới đến nó xử mình. Mà trong lục đạo luân hồi gọi là quan gia thù nghiệp, nó báo thù kết quán ở trong cái cõi này nè. Nên cái cõi này mà mình ở đây là báo thù kết quán nè. Mà mình mà về thế giới cực lạc mình trở lại thì mình mới có thể mà quá giải nghiệp quan gia được. Đúng không? Nhớ kỹ, mình là phàm phu ở cõi này là chắc chắn là chúng ta sẽ báo thù kết quán với nhau. Cái nhân quán thù nó ở cõi này nó cấu kết nhiều đời nhiều kiếp nặng dữ lắm. Nó có kết sâu dày và nó có cái nguyện báo thù mạnh dữ lắm. Quý vị coi chuyện, coi phim, quý vị thấy không? Có những con người mà nó gần chết mà nó nghiến răng, nó nói nó là ma, nó có không tha cho mình. Thì ghê chưa? Cái nguyện đó nó ghê quá. Phải chi mà nó nói A-di-đà Phật cầu sanh cực lạc, vật nước nó mất tiêu rồi. Đúng quý vị à, mà đâu phải ai cũng nghe được danh hiệu A Di Đà Phật đâu mà phát nguyện vậy. Nên bản thân mình mới thấy mình thật sự mình có phước, là ngày nào mình cũng được nghe, ngày nào cũng được nhắc. Đúng quý vị. Bây giờ quý vị trong đây, quý vị hỏi lấy lương tâm quý vị đi, trong đây quý vị còn đang buồn giận ai không? Hoặc là quý vị đã lỡ lầm lỗi sai quấy gì đó mà người ta không tha thứ cho quý vị trách người ta tại sao không tha cho tôi? Nếu người ta không tha cho mình thì bản thân mình tự nói với mình tại mình sai mà người ta không tha cho mình. Hiểu không? Còn nếu như mà bây giờ mình đã biết tu rồi thì mình mang tâm tha cho người ta vì mình nghe rồi. Còn người ta không nghe, người ta không biết thì người ta hẳn trách mình nói rằng người ta hẳn trách mình là tại do mình có lỗi. Cái hẳn trách đi. Đúng không? Nó những cái điều giả là gì đặc biệt. Như nãy gặp một cái cô khóc hút hít, nói một câu: dạ thưa thầy, con thấy con nó sai, lỗi lầm của con cũng chưa đến nỗi quá đáng, là gia đình tin tưởng con, giao tiền bạc cho con cầm, rồi xong con lấy tiền con đi chơi chứng khoán, cuối cùng thua sạch nhách tiền mà còn thiếu nợ 1,5 tỷ. Cuối cùng gia đình họp lại hết trơn, từ con, chồng con bỏ con luôn. Con thấy cái này con cũng chưa đến nỗi quá đáng đâu thầy. Xong những đức nói chưa quá đáng đâu. Nghĩa là cô phải đem cả gia đình bên chồng cô đem đi cầm cố mới quá đáng, đúng không? Còn cái này mới có thua rồi thiếu nợ chứ chưa bán nhà, bán chồng, bán cha mẹ chồng, bán gia đình người thân bên chồng, đúng không? Thì nếu mà làm luôn việc đó nó mới quá đáng. Còn cái này là mới có thiếu nợ thôi chứ chưa đến nỗi quá đáng, đúng không cô? Nó ừ đúng rồi thầy, con chưa làm cái đó. Nghe một mê ghê đó. Xong rồi những đức nói rằng là thật sự mà nói cô thì cũng không đến nổi cái tâm xấu gì. Cô nghĩ rằng gia đình làm lâu quá mới dư được có chút đỉnh tiền. Cô định chơi nhanh nhất để mau làm giàu để phụ chồng cô. Nó dạ đúng rồi thầy nói. Đi lan luôn. Con thấy dễ ăn quá. Mấy người người ta mau giàu thấy ghê, con thấy gì con làm cho nó mau lên luôn. Phải chẳng nó phát lên luôn để cho chồng con đỡ cực, gia đình bên chồng cô phát triển luôn. Nhưng mà con không ngờ sao con thua chùi lũi. Cuối cùng bây giờ thiếu nợ 1,000,000. Chồng kêu ly dị, gia đình bên chồng từ. Nó quý vị thấy không? Nên người ta tin tưởng mình, người ta giao phó cho mình cái gì. Bản thân mình có gì mình bàn với người ta đi, để lỡ có cái gì thì nó chung với nhau mà nó chịu. Thế thôi, bản thân mình tự chịu, dù là cái tâm mình tốt muốn lợi ích cho người ta.
Nhưng mà mình tự ý thì mình phải chịu cái lỗi lầm của bản thân mình tự ý chứ. Đúng quý vị, đây là bài học kinh nghiệm đó nghe mấy chị, mấy anh mấy chị, kinh nghiệm nghe, đừng có tự ý. Nè, những đứa coi phim kháng chiến nha, người ta dù có đánh thắng chặn nhưng mà đã cãi cấp trên là quý vị bị kỷ luật. Nó dòng do chứ, ta nói kỷ luật thép trong quân đội nó mới là đi đến chỗ thành công. Còn ngoài ra ai cũng tùy tiện, ai muốn làm gì làm, người trên đưa xuống mà mình không chấp hành theo quy tắc sao mình thành công được. Con người vậy là không thể nào mà người trên ta tin tưởng mình được. Người trên ta có độ sâu hơn mình, nó có tình có nghĩa hơn nữa. Nó, nên ví dụ như người trong chùa đi, có những người đi theo những đức thời gian lâu đi, dù họ có hiền cỡ nào đi chăng nữa, họ có khờ cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà chỉ có những đức la gầy họ thôi. Chứ người khác ai cũng đè đầu cỡ cổ họ, những đức đâu có cho. Tại vì người khác không có được cái quyền đó. Chỉ có những đức có cách để dạy họ cách này cách kia để phát triển cho họ. Chứ mình mà cùng thờ với nhau mà người ta hiền quá, mà mình đè đầu cỡ cổ mà năng hiếp người ta là mình sai, không có đúng. Hiểu không? Nên dù cỡ nào người ta cũng đi theo mình lâu, mình phải có một cái tâm gì nghĩ đến người ta, để những người đi theo mình tiếp tục mà người ta yên tâm đi theo mình. Còn nếu như mà mình sống á, mà những người mà người ta đi đến với mình lâu, khi ta làm được chuyện mình quý mến, nhưng khi ta làm không được chuyện mình phế người ta, mình bỏ người ta, thì sau này ai dám đi theo quý vị? Cái này quý vị phải suy nghĩ để mà quý vị thành công tiếp nối. Có nhiều người người ta quên mất tiêu cái việc đương thờ làm được thì người ta quý trọng, nhưng mà hết thờ không làm được thì người ta xa cách. Cả cái việc chùa chiền cũng vậy, nhiều Phật tử đến đương thờ cúng dường đồ này kia thì được gần gũi nói chuyện nhiều, nhưng đó là do gì? Cúng dường thì có chuyện để nói. Còn khi mà không có tiền cúng dường này kia thì không được gần gũi. Mà không được gần gũi đó thì bản thân của mình phải nghĩ tới người ta. Lúc đương thờ người ta, mình khổ mà người ta vẫn giúp mình. Nên bản thân mình lâu lâu kêu người ta lợi, tặng người ta món quà, nói chuyện với người ta vài câu, đó là cái động viên người ta. Để người ta đánh giá mình đó quý vị. Người ta đánh giá là lúc người ta cúng dường thì mình mới gần gũi, còn khi người ta nghĩ cúng dường mình quên lãng người ta. Đó là cái thiếu đó, thiếu trách nhiệm quý vị. Khuyết ngay chỗ đó nên thất bại. Nên con người sống ở trong cuộc đời này không biết làm sao mà vừa làm người nhưng mà cũng làm hết tấm lòng của mình, thẳng đáy lòng mà làm đó. Nghe không? Đó. Nên chùa của mình ít có tác dụng phụ là cái chỗ nào? Là chúng ta đến với nhau chia sẻ Phật pháp nhiều. Chứ chúng ta không có cái việc mà có gì đi cầm điện thoại gọi qua gọi lại cho nhau. Những đức đã đi con đường này rất kinh nghiệm lắm rồi. Đến với nhau quá gấp gáp, quá nhanh. Chỉ cần đến nơi nào giảng buổi giảng thôi là trở thành hộ pháp, đại hộ pháp. Mà toàn là giàu sang đồ quá, chạy theo mau quá, nên 2-3 tháng chạy mất tiêu luôn. Cái này là bài học những đức kinh nghiệm cực kỳ sâu sắc cả đời. Nên người đi đến với những đức là người đi đến chậm không? Có những người mà ta nghe những đức cả chục năm nay mà chưa từng gặp mặt. Quý vị coi, như vậy mà nó lại tồn tại lâu dài. Hiểu không? Mình đừng có nói đại hộ pháp gì, chứ góp gió thành bão nó mới đẹp. Thật sự mà nói, trong một khu rừng mà chỉ có một cái cây mạnh nhất thì mày cũng bị lật đổ. Thà cây nào của cây dừa dừa mà che nhau mà thành mạnh. Quý vị, cây nào cũng dừa dừa hết chứ. Nó giống như lên một chiến thuyền, đâu phải chúng ta nói cần một người mạnh nhất để bơi chiếc thuyền này qua bờ bên kia đâu, mà chúng ta cần là con nít hay người lớn hay người già hay người trẻ gì, ai cũng cầm dầm lên, mỗi người bơi một cái, có sức cỡ nào thì bơi theo cỡ nấy, để chúng ta có thể bơi chiếc thuyền này qua bên kia. Đó gọi là đồng lòng đồng chí, đúng không? Thành công hơn nhiều mà nó không bị tác dụng phụ quý vị. Còn người ta nghĩ rằng trong một hội chúng đông này quý vị lựa ra vài người là đại hộ pháp, trời ơi đó là tác dụng phụ chết mồ. Mình lựa ra vài ba người đại hộ pháp, mình nhờ giả người ta khi cái việc này việc kia mình cần làm để người ta hỗ trợ mình. Vậy thì những người hộ pháp này chưa phải là những người đạt công phu tu hành như ngày xưa mà những vị hộ trì cho Phật, thì họ sanh tâm kiêu ngạo vì bản thân của họ trên thiên hạ. Còn nếu như bây giờ mà mình chung bình đẳng giống mọi người hết trơn, khi thấy việc gì làm phù hợp tốt thì tự chung tay nhau mà làm, thì tự nhiên ai cũng đâu có đại cái tiếng đại hộ pháp.
mà toàn là cái người cúng dường để cùng chúng ta làm việc lợi ích trong cuộc đời. Đúng quý vị, nó đâu có tác dụng phụ đâu, đỡ tối đa luôn. Quý vị thấy những đứa cũng làm bao nhiêu chuyện lớn đó, quý vị thấy không? Nhiều người tu cũng đâu có làm bằng những đứa đâu. Còn nhiều người làm dữ nhất thì những đức với họ cũng ngang ngang, chứ cũng chưa chắc những đức thua họ. Đúng không? Ngang ngang nha, cũng chưa thua đâu. Thấy chưa? Nhưng mà trong cuộc đời đi tu của những đức có một đại hộ pháp nào cá nhân đâu. Không có đại hộ pháp cá nhân, mà là đại hộ pháp đồng lòng. Thấy chưa? Quá hay luôn. Đa vào những đức để ý tất cả những buổi giảng hay gì, có một số người hộ pháp là bạn đồ khác người ta không? Trang mặt trang trí không? Đẹp đẽ đồ, tóc tai bớ đồ thì ghê. Cái đó là không đẹp, không đặc sắc. Còn vị coi chùa mình giống hệt không? Giống hệt luôn. Không có người nào mà vô cái pháp hội mình mà nói rằng là mà nói mà vô đây mà tóc tai trang điểm đồ lè lẹt. Các vị coi không có luôn, vị coi phải không? Hay chưa? Đây là đa phần lượng Phật tử được dạy không? Được tu và được dạy không? Ồ, lễ Quan Âm 3000 lại bà bới tóc bà vô đó. Bà lại một chút bà thành con ma kè luôn, những lượng nói chuyện diễn chơi. Mặt mày sọc tùm lum luôn. Vô đó 3000 lại vô đó. Trang điểm đi. À, đem mấy cái bà đại hộ pháp á, bà trang điểm cho đẹp vô bắt bà lại. Nó đâu đặc sắc đâu quý vị, mai mốt nó đổi hoài. Còn chúng ta bây giờ đồng lòng đồng chí gì, việc gì thì cùng chung tay nhau góp gió thành bão, việc lớn gì mà không xong. Hay không? Này những con đường đi nó chắc ăn nè. Đường đi đặc biệt ghê. Nó những đức gần có những người nói bây giờ ông coi á, ai mà có điều kiện này kia ông gọi ngay một người nào đó chuẩn nhất. Đâu có chuẩn được. Chưa chắc. Tuy họ giàu nhưng họ có biết phát tâm đâu. Có khi còn thua cái tên nghèo mà nó chơi sát gián. Khi giàu mà chịu chơi lắm quý vị ơi. Đời những đứa nó thấy rồi quý vị, có nhiều người giàu quý vị. Có 10 triệu chơi luôn với thầy á. Ghê chưa? Đó là vì hiểu mà ra. Nên con người á, khi người ta đi về chùa, phan nghĩ cái chuyện người ta cúng dường, mà hãy nghĩ cái chuyện lợi ích cho người ta và dạy người ta đi. Đúng quý vị? Giống như cái thằng ở Việt Nam mình, con Linh gì đó, nó qua bên châu Phi đó, nó làm lợi ích cho nước châu Phi đi, nó làm lợi ích cho dân châu Phi đi, thằng đó sau này nó trở thành đại tỷ phú cho vị thấy. Đúng không? Nuôi người ta trước, rồi lúc đó người ta mới làm lại cho mình. Quý vị thấy không? Cái đó mới là nó bòi cái gốc người khôn thật sự. Còn đa phần bây giờ người ta định đi hái trái không quý vị ơi? Có khi cả tu mà cũng không biết cái việc này nữa. Hái trái không à? Mà không chịu kết nhân. Đi hái trái không là có tác dụng phụ, chết mồ luôn. Thế nào cũng tác dụng phụ à? Phải nhiều nhân thì mới có trái. Đúng không? Vì thấy con đường nhà đức đi chưa? Hồi nãy vị coi cái bài nói chuyện đó thấy chưa? Đó, thấy chưa? Con đường khởi đầu tôi đi vậy đó. Vọt quẹt vậy đó. Mà vậy mà tôi đi nên đó. Đúng không? Bây giờ người ta mới lên pháp tòa giảng thôi, vị thấy không? Có nhiều người ta mới lên thôi là nhìn người ta thấy không? Nhìn thấy oai phong lẫm liệt, ngon lành. Nhưng mà lại rớt đại. Nó còn tôi nhìn con ma như vậy đó mà nó lên. Thấy chưa? Từ con ma mà lên từ từ. Xấu xí như con ma mà lên từ từ. Thấy không? Thà tu như vậy. Nó thà tu ban đầu nó xấu như con ma mà từ từ nó lên từ từ. Còn hơn mà mới vô đẹp như ông Phật mà từ từ thành ma. Hiểu không? Nó, rõ ràng chưa? Bắt cái buổi giảng hồi xưa cho vị coi 10 năm trước đó, để quý vị thấy nó ai mà không coi được mà tăng tính tâm không. Nó nhìn cái người này ngày hôm nay cái khởi đầu của người ta làm sao. Nên những đức nói một cái cuốn sách mà người ta viết, người ta nói cái chuyện người ta thất bại là quyển sách này mình coi được. Còn quyển sách mà lúc nào cũng phô trương cái chuyện thành công thì quyển sách này không có coi. Tại nó phô trương thành công không mà mình đi theo thành công mình ngã hay sao?
cái thành công nào nó cũng phải có lót cái nền móng thất bại chứ. Nhất kỹ, hiểu không? Đó, xấu xí bao nhiêu người góp ý kêu đừng có giảng nữa, xấu quá rồi. Có nhiều người mà đó mà ta nghe, mình nghe ta nói mà nếu mình không kiên trì mình bỏ cuộc. Ta nói chú chứ đừng có giảng, bằng đêm mà con bắt lên bắt tử con sợ quá, con sợ quá, thấy ngủ không có được, nó bị ám ảnh sợ quá. Mày coi xấu xí mức gì, giảng gì đâu như con kinh kênh. Ta nói giống con kinh kênh, hồi xưa ta nói giống con kinh kênh mà cô quý vị. Cuối cùng như Đức nói kệ, ai nói gì nói, ai có duyên thì nghe, không có duyên thì thôi, kệ tôi. Đúng không? Tôi có làm vậy được không? Đúng rõ ràng, hát hay không bằng hay hát. Nó nên đến với nhau quan trọng là con đường dài. Người ta khuyên quý vị niệm Phật quan trọng là con đường dài. Thì biết những đức á, thì bỏ thời gian 5 năm đầu tiên đi. Lúc đó vì chưa biết những đức nhiều. Nhưng mà từ 10 năm trở về đây là vì biết những đức nhiều nè. Người ta những đức duy trì chưa? Cứ duy trì hoài. Còn câu ai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quá, quý vị thấy không? Làm hoài. Không biết ngán là gì. Sao ngán? Ôi ôi, mục tiêu câu ai cho đạo Phật là giảng sanh cực lạc, mà không chịu tán thán câu ai cho đạo Phật mà tán thán tùm lum chi? Tán thán tùm lum mà nó mắc phương hướng thì sao? Nó mình đi đường mục tiêu, mình đi thẳng về cực lạc phước cho rồi, ai mà đi vòng do tâm quất quằn quèo chi, nó mất công, mất cái eo. Quằn quèo mất cái eo chết mồ luôn, hiểu không? Nó nên á, những đức á, thấy con công đoạn tự nhiên á, những đức khi coi một cái, những đức nói mấy chú một câu, những đức nói bởi vì mình phải cẩn thận. Cái pháp môn tịnh độ này nó không có đơn giản như mình nghĩ đâu. Ngày xưa những đức biết một cái người này, họ nói tịnh độ giờ hay thấy ghê, nổi tiếng quá trời nổi tiếng luôn. Nó không có đơn giản, mình phải nhìn đó mà mình cảnh giác bản thân mình. Nó đừng có nói vỗ cánh bình minh, coi chừng mình rớt đài bậy bạ là bản thân mình chuyển hướng đó. Nó ghê lắm quý vị ơi, tịnh độ này không phải là pháp môn đơn giản đâu trời. Cái pháp môn này là cái pháp môn mà Phật cùng Phật mới hiểu tột cùng. Mà mình mà chịu tu tịnh độ này, mình chỉ có lòng tin chứ mình đâu có tột cùng. Mình đâu có thấu suốt đâu quý vị. Mình chỉ có tin thôi, tin Phật thôi. Mà mình tu hoài, mà tin Phật đâu có đơn giản. Mình đã tin Phật thì trong cái việc tin Phật mình còn gặp nhiều nghiệp trước trở ngại. Dù mình làm việc tốt bao nhiêu việc nhưng mà mình vẫn bị trở ngại. Thì trở ngại mình mới coi mình có tin Phật hay không. Đúng không? Bây giờ một miếng sắt thô mà muốn rèn thành một thanh bảo đao, thì quý vị coi thanh bảo đao này phải chịu bị lửa đốt, đập, làm đủ cách thì mới rèn thành một thanh bảo đao. Chứ một miếng sắt thô không được rèn duỗi gì sao trở thành thanh bảo đao. Một con người bình thường mà muốn trở thành Phật Bồ Tát thì chúng ta cũng phải bị được rèn trong chốn chằn lao chứ quý vị, đúng không? Nãy cái đoạn nói chuyện của những đức 10 năm trước, những đức nói một câu, nhớ không? Nói một câu gì? Nhắc lại lời Hòa Thượng Tịnh Không giảng, nói một câu: người niệm Phật giảng sanh của chúng ta trong thời cuộc này, hoa sen của chúng ta là mọc từ trong lửa ra, chứ không phải dưới đất lên đâu quý vị. Ô là quý vị không? Vậy thì mỗi người chúng ta muốn gì? Cực lạc làm Phật, chúng ta muốn an lạc tự tại, chúng ta ở trong cái lửa đó mà mọc lên một đóa sen. Mỗi một người chúng ta đang tu ở gia đình hay là trong chùa đều là từ trong lửa mọc ra. Trong nhà thì có người trong nhà trở ngại, thuận duyên dính mắc cũng trở ngại, mà nghịch duyên buồn phiền cũng trở ngại. Trong chùa cũng có thuận và nghịch luôn, ở đâu cũng có thuận nghịch hết trơn, đều có trở ngại hết, làm gì cũng có trở ngại. Nên Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói rằng: này các con hãy chịu khổ một đời ngắn ngủi đi. Ngài nói một đời ngắn ngủi cho mình nghe rõ ràng. Phải chi mà ngài nói: này các con hãy chịu khổ hoài đi các con. Thì mình nghe mình nói thôi con chịu thua luôn. Trời ơi, khổ mới có thời gian. Đối với phàm phu của con mà kêu thờ khổ hoài luôn đến chừng nào thành Phật. Mà ngài nói rõ ràng: này các con hãy chịu khổ một đời ngắn ngủi thôi các con. Nên ở cái cõi này thời gian của mình ngắn ngủi thì khổ nó cũng ngắn ngủi.
mà trong một thời gian ngắn ngủi này mà chịu niệm Phật thì tương lai Phật ấy đã rước mình về cực lạc, chấm dứt khổ đau. Đúng quý vị? Đó. Nên như Đức nói mấy anh em qua, như Đức coi công đoạn, Đức nói cẩn thận, phải gầy dựng hoài có Phật hiệu này. Người ta tu tịnh độ mà bỏ tịnh độ này, chỉ có đúng một cái là người ta đi nhiều, người ta tìm hiểu nhiều mà người ta bỏ tịnh độ. Không có đơn giản đó quý vị, những cái văn tự ngoài tịnh độ, nhưng mà cái giải thích và cái nói của người ta quý vị sẽ không có đường nào thoát hết trơn á. Không có đơn giản đâu. Nói chuyện đùa, người ta đều nói rất đúng tình đúng lý. Như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng, nơi đó là đúng, hoàn cảnh đó là đúng, cảnh giới của ngài là đúng, nhưng đi vào mình phải xem lại nó có phù hợp hay không. Đó mới là người thật sự hiểu biết để mình học Phật và mình tu làm sao phù hợp. Nên tôi đã từng cô động một câu: đọc sách người xưa xem căn tính mình, đúng không? Những câu để mãi cho người sau nghe luôn á. Đọc sách người xưa xem căn tính mình, cả là đọc sách của Ấn Tổ phải xem căn tính mình. Ấn Tổ ngài là bậc đại trí tuệ, ngài đại trí tuệ, ngài là đại thế chí Bồ Tát Quá Văn, nên lá thư nào người ta gỡ cho ngài, ngài cũng giải thích được hết trơn á. Mà người ta gom nhặt tất cả lá thư đó lại thành tổng trì của một tập sách. Mình đã đem tổng trì đó để mà mình đọc, mình áp dụng. Ngài thì chỉ cá nhân của một người viết thư, mình thì lại lấy nguyên tập thư để mà đọc, để áp dụng. Nên mình không có góc độ nhìn được cái lời dạy trong đó. Ngài có thể quý vị bị tùy thượng tất cả chúng sanh kia hỏi luôn: tại sao tới đời tôi không trả lời thư? Cái chua trả lời thư đó thì chết mồ luôn hả? Tôi trả tầm bậy tầm bạ hoặc là tá lả âm binh, rồi tôi lấy cái gì tôi dạy quý vị chiến nhất? Nên tới đời tôi chỉ động tâm ngay cái chỗ là câu A Di Đà Phật thôi. Hiểu không? Lấy chánh diện luôn, là bản thân tôi chủ động tôi đem câu Phật hiệu tôi nói hoài. Ai nghe không nghe thì kệ họ, riêng bản thân tôi làm, tôi lấy bản thân tôi ra tôi nói hoài vậy đó. Ai nghe không nghe kệ họ, đúng không quý vị? Còn nếu như mà bây giờ những đức ngồi ở đây, những đức nói bây giờ quý vị ai đây có hỏi cái gì để trả lời, quý vị biết gì sao? Có nhiều người người ta nói ai cần cái gì hỏi tôi trả lời, biết tại sao? Tại người ta vô bà giảng không được, vô bà giảng không được thì mới lấy cái nền của quý vị để trả lời, để hình thành ra một bài giảng. Còn tôi thì thừa sức, muốn vô giờ nào mà không được, sợ quý vị có vô được hay không thôi. Đúng không? Những đứa thì đột phá quý vị tá lả âm binh, mà quý vị có cảm nhận được hay không? Đúng không? Đó. Nên người ta là luôn luôn là tự tại mà. Tự tại cái gì? Lên ngồi lúc nào, bất cứ chỗ nào cũng ngồi nói chuyện được Phật Pháp. Như cái bữa mà nói chuyện cái đoạn ông già, là cái đoạn đó là tôi mới ngủ thức dậy đó. Mới ngủ thức dậy tự nhiên là chú Tâm Nhiên ông nói cái đoạn đó gì nói nè ngồi nè nói chuyện luôn, bật lên nói luôn vậy đó. Là vừa ngủ thức dậy luôn đó quý vị, chưa xúc miệng nè, vừa ngủ thức dậy chưa xuất hiện thuyết pháp luôn rồi. Thuyết pháp viết mà giống như là trong mộng cũng thuyết pháp. Nó quý vị coi á, giống như Đức đã từng kể vì nghe những câu chuyện mà trong mộng ngồi thuyết pháp với một số người đó, một cái hoàn cảnh đẹp vô cùng á, không biết ở đó đâu nữa. Mà rất đông người nghe nghe, ngồi thuyết pháp rầm luôn, mà hoàn cảnh đẹp lắm, núi non sông núi đồ đẹp vô cùng, mà chùa lớn dữ lắm nghe. Ngồi thuyết pháp cho một số người rất đông nghe. Mà người ta không phải bận áo vàng quý vị ơi. Ta bận đồ lạ lạ không à. Mà những đứa con không phải đắp y bình thường nữa. Nói ủa sao mình nay kỳ vậy ta. Thấy không? Mà trong hoàn cảnh nó an lạc dữ lắm quý vị. Đúng là rõ ràng thuyết pháp viết trong mộng cũng thuyết pháp quý vị. Đó.
Nên á, cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn mà Phật ban cho mình trong cái thời mạt pháp. Ừ, cho quý vị không phải đơn giản đâu nghe, mà đã là Phật ban cho mình cái thời mạt pháp này, mà ai mà niệm Phật là đang sống trong chánh pháp. Vậy thì cái pháp này quý vị tu, quý vị cũng sẽ gặp nhiều ma chướng lắm. Ừ, tại sao? Không có dễ để bị thành tựu được. Nên quý vị không gầy dựng tín nguyện thì bị rớt là chắc chắn. Không có nói cái cách nào của quý vị hay bằng cái tín nguyện hết chứ. Tín là tin Phật á, nguyện là sanh cực lạc. Hai điểm đó thôi, quý vị gầy dựng hoài, gầy dựng hoài đi là bị tu tịnh độ được, không có bị ma chướng trở ngại. Còn nếu như quý vị không gầy dựng tín nguyện, quý vị có dùng cách sám hối nào thì cũng bị ma chướng hết. Nhớ kỹ, nhiều người ta sám hối với mà ta điên luôn mà. Sám hối giết điên luôn. Tại vì ngày xưa căn tính người xưa, người ta có thể nghĩ về lỗi lầm người ta, ta tu tiến tu. Mình bây giờ mình nghĩ lỗi lầm của mình sẽ đi hạ tu. Mình hạ chứ không phải tiến. Mình nghĩ lỗi lầm giết mình chán, mình nghĩ tu đó. Trời ơi, cái này là kinh nghiệm quá trời luôn. Quý vị phải đi ngược lại không? Ấn Tổ ngày nói lúc ngồi yên lỗi mình thường nhớ, khi lẫn bàn chớ nói lỗi người. Mình đi ngược lại. Lúc ngồi yên á thì lỗi người thường nhớ, khi lẫn bàn tôi nói lỗi người. Quý vị coi xem lại đi, phải không? Cái căn tính mình thấy kinh chưa? Thờ Ấn Tổ với mình đã hoàn toàn khác rồi đó. Bây giờ chúng ta nói một câu gì nè: khi ngồi yên ta thường niệm Phật, khi lẫn bàn ta niệm Phật luôn. Khỏi nói vòng vo gì nữa chứ quý vị ơi, cố gắng niệm Phật đi nghe. Đừng có nói lỗi mình thường nhớ, thôi đừng có nghĩ cái lỗi làm ngày xưa đi qua, bỏ nó đi. Nó có nhiều người nữa nó đã gặp rồi, họ cứ nghĩ lỗi làm ngày xưa mà giết bơ khờ luôn, mà đêm nào cũng gặp ác mộng hết chứ. Tại vì sao? Tướng do tâm sanh. Người ta ngày xưa ta nhớ lỗi lầm thì người ta lại tu tiến, người ta lại dẹp được cái tâm đó mau. Nó còn mình bây giờ nhớ lỗi lầm là nó ẩn chứa trong tâm, mà tâm đã ẩn chứa bằng ngày nghĩ cái gì, bằng đêm nghĩ cái đó. Ghê không? Thôi đừng có học giống người xưa, cái đó làm có được. Mình bây giờ nắm chắc câu Phật hiệu, những đức thấy cái lời của ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân đúng là cái lời đi vào trọng tâm, mà gần cả ngàn năm mà văn tự vẫn còn lưu truyền. Ghê thiệt chứ. Đi chuyên nhất thì ghê. Chắc chắn là sách của ngài viết cũng nhiều, nhưng mà người ta cô động những câu quá quan trọng, mà mình lại gặp được cái câu quan trọng đó, gặp được cái quyển sách quan trọng, những câu quan trọng không. Nó đừng có lôi ra nhiều nữa, nhiều không có làm được. Nên bây giờ quý vị coi sách bây giờ nó ế lắm. Hồi này sách đang ế vậy. Bữa đó gặp cái cô mà in sách ngày xưa nổi bật nhất luôn, Những Đức quen, in sách nổi tiếng thành phố. Bữa đó cổ xuống đây cũng gặp Những Đức, hỏi lúc này cô in sách làm sao. Cô nói thầy nhìn mặt con thầy biết liền. Ghê chưa? Tại vì sao? Không ai đọc. Sách thì in rất là đẹp nhưng không đọc. Ghê không? Đúng gói đầu nằm thiệt. Nó gói đầu nó nằm, không có đọc quý vị ơi. Nó đem về xong nó để lên đầu nằm, nó để im luôn. Người ta ngày xưa ta dùng câu gói đầu nằm, có nghĩa là cái quyển sách này lúc nào ngồi đâu, đứng đâu, nằm đâu cũng là cầm theo để đọc. Còn bây giờ nó gói đầu nằm ngủ. Ghê không? Nó không đọc luôn, mà miễn cưỡng tặng thì phải nhận. Cuối cùng nhận xong nó đi tùm lum tùm la đi đưa cho người ta, thì nó cũng sợ bị lu mờ trí tuệ. Nó đưa cho mình trí tuệ lu mờ, tại mình cũng không đọc luôn. Có nhiều cô đem đưa những đứa sách quá trời, những đứa nói tôi không có đọc, đưa tôi chi chợ. Nó dạ thưa thầy, thầy nhận giùm chứ, con nghe nói sách vở mà nhận rồi mà không đọc lu mờ trí tuệ, con đã khù khờ rồi, mà nó mờ thêm cái nữa chết mồ con luôn.
Còn thầy thì thôi, thầy cũng lanh lẹ, thầy khờ chút cũng không sao. Trời, bà khôn thấy ghê bà. Thôi, bà đem về đi, mệt thấy ghê bà, đem bà cho tôi để tôi khờ. Bà để tôi lanh lẹ chút để tôi giảng pháp cho người ta nghe. Thấy không? Thấy không, ghê không quý vị? Đó, nhìn ra cả khoảng gần 7 năm về trước, dứt luôn từ gần 7 năm về trước tới bây giờ, nên cái lượng máy nghe pháp, máy niệm Phật của mình đi đạt đến đỉnh thành công. Đúng không? Hồi xưa nhiều người nói những đức này, tổ sư nói sách vở in là công đức vô lượng này kia, đúng không? 7 năm về trước đức nhìn ra nó, mình là người sát nút nhất, mình sẽ cảm nhận được. Riêng ở trong chùa thời gian nhiều gì mà còn không được đọc bao nhiêu. Vì thì Phật tử ngoài đời bận bịu vậy làm sao đọc được. Nhìn ra liền. Đúng không? Đó. Nên cái công đức mà quý vị làm á, là nó ngay cái chỗ lợi ích cho người ta. Chứ cái việc làm mà nó đem đi bỏ bê là nó không có công đức. Tôi cho quý vị biết, cái lượng sách Liễu Phàm Tứ Quấn mà của ai in cái thời ngày xưa á, mà để lại cho tôi tới bây giờ, mà quý vị biết bao nhiêu, quý vị biết chưa? Mà bao nhiêu năm nay tôi cho chưa hết kìa. Không tưởng tượng được, mà tôi nài nỉ tôi cho người ta. Khi người ta cầm xong, người ta đi vô tới nhà vệ sinh, xong người ta để tùm lum trong nhà vệ sinh, phải đi gom lại. Vì người ta không đọc, mình đưa cho người ta, bắt buộc người ta phải nhận. Quý vị thấy kinh chưa? Bởi vì tôi nói trong cái thời cuộc này, phải đánh mạnh ngay câu A Di Đà Phật. Còn sách vở muốn nghe là phải đọc ra. Nhưng mà xin thưa quý vị, con người bây giờ nó không chịu nghe từ mở bài, thăng bài, kết luận đâu. Vì nó đâu có thời gian, quý vị, mới vừa mở bài là nó đi làm rồi. Vì vừa mở bài, chưa thăng bài là nó đi cho con bú rồi. Vì coi cái thời gian nó như vậy, làm sao mà vô thăng bài và kết luận. Mà sách đọc thì con người phải có thời gian để hội tụ nhiều yếu tố đọc sách. Chứ đâu phải cái chuyện đọc sách là cái chuyện gấp gáp chạy lăng xăng mà đọc được đâu quý vị. Khi đọc sách là phải an định tâm hoàn toàn. Con người nó phải bình tĩnh, rồi lúc đọc nó mới cảm nhận được sách vở. Còn con người bây giờ là con người lăng xăng, làm sao mà đọc sách được. Đúng quý vị. Đó. Còn ai mà bình tĩnh thì cứ đọc đi. Còn lăng xăng đọc đâu có vô. Chính bản thân của tôi nè, bản thân tôi mà ở đây còn là lăng xăng. Tôi đọc quyển sách là tôi đọc sao? Tôi đọc cái bìa đầu và bìa cuối. Lời giới thiệu. Xong rồi tôi kết luận của cuốn sách cái bìa phía sau. Quý vị coi, mười mấy năm nay tôi học Phật, đa phần tôi chỉ đọc được sách án tờ, sách của Khổng Lão Vô Tử, cái quyển sách đó tôi đọc được hình như chắc qua quận. Đó là dữ lắm trong cuộc đời tôi, là lót nền móng Khổng Lão Vô Tử. Mà tôi được con cái tôi đọc qua quận, tôi lại viết lại hết những cái câu quan trọng. Sau này tôi lấy đó, tôi dạy đệ tử quy đó. Đúng không? Nó, còn Án Quan Đại Sư Giang Ngôn Lục tôi đọc qua quận, tôi viết lại mấy cái không quan trọng hết trơn. Rồi là xong tới bây giờ luôn. Lấy những văn tự đó lâu lâu đọc lại, học tập với vị hoài đó. Nên từ nơi đó quý vị ơi, chúng ta trong cái thời cuộc này tu hành phải nhìn nhận cái căn tính, để đưa cái giáo pháp của Phật ra, cái liều thuốc này trị cho đúng bệnh chúng sanh. Thuốc thì đa phần thuốc nào cũng là thuốc trị bệnh không à. Nhưng mà chúng ta phải biết cái bệnh nào để cho thuốc đó. Chứ quý vị đem cái loại thuốc trị bệnh mà cho tầm bậy, nó thành độc dược đó quý vị ơi. Không phải giỡn đâu, đúng không? Giống như quý vị là phụ nữ, sức kem phấn nhiều. Nhưng quý vị cũng biết là kem nào cũng là loại để làm trắng da, hết mụn. Nhưng đâu phải kem nào cũng phù hợp vào làn da quý vị đâu. Hiểu không? Son thì làm cho đôi môi được đẹp, nhưng đâu phải loại son nào cũng phù hợp vào đôi môi đó đâu. Đúng quý vị. Có những loại son mà trẻ sức được mà già sức không được. Có những loại son mà già sức được mà trẻ sức không được. Có những loại kem phấn mà cái tuổi trung niên sức được mà cái tuổi trẻ quá sức không được. Có những loại kem phấn mà tuổi già sức được, trung niên và trẻ không được. Quý vị phải xem lại cái phù hợp, đúng không?
Nó có những con người, người ta bước ra một cái nơi đông người, người ta lộng lẫy trang hoàng, là từ cái tướng tá và đồ đạc và trang sức và trang điểm người ta, nó đi theo cái phong thái phong cách người ta để trở thành một con người nổi bật trước mọi người. Còn mình đâu có làm được điều đó, mình đi làm giống người ta là không phù hợp, xấu xí. Hiểu không? Nó, quý vị thấy Phật pháp á, quý vị thấy nó giải thích ra cái nhân sinh pháp chưa? Gần gũi mà hay vô cùng luôn. Nên từ nơi đó hiểu không? Thấy phù hợp nghe quý vị. Nó, nên quý vị thấy không? Tại sao mà những đức giảng những bài pháp già, giảng những bài pháp bệnh, để chi quý vị biết không? Tôi đang làm một con đường cho tôi đi xuống. Tại vì tương lai khi tôi già tôi sẽ xuất hiện trước công chúng. Khi tôi bệnh, ho, hen hoặc ung thư tôi sẽ ra trước công chúng. Tại vì trong cái cuộc đời này chúng ta phải giống nhân sinh con người. Nhưng mà cái tâm quyết tu đó mới là cái điều dạy họ. Hiểu không? Nếu bây giờ tôi là thể hiện lúc nào tôi cũng khỏe mạnh, nhưng đó là tôi không có cho tôi con đường đi xuống. Lỡ mai mốt tôi bệnh tôi chốn sao? Mắc mặt quá. Tuy lễ Phật niệm Phật là khỏe, nhưng con người ai trong cuộc đời này khỏe hoài? Nó khỏe nhưng mà nó khỏe cái tâm kìa. Còn cái thân thì nó phải theo cái thân tứ đại trồi sụp. Quý vị coi á, cái thời cuộc này quý vị coi xuân hạ thu đông nó còn phù hợp không? Thời tiết của xuân hạ thu đông nó thay đổi hết trơn. Bây giờ gần tới tháng 11 mà còn mưa le re mà. Thấy chưa? Quý vị thấy xuân hạ thu đông nó đâu còn như ngày xưa ngày xưa đâu. Ngày xưa ngày xưa sáng thức dậy thì còn mùi sương, còn bây giờ không có một giọt sương nữa. Quý vị coi á, nên từ nơi đó xuân hạ thu đông thay đổi. Vì thì tứ đại trồi sụp, mà tứ đại trồi sụp mà mình là từ tứ đại hợp thành. Vì cơ thể con người chúng ta bây giờ bệnh nhiều hơn ngày xưa là vì tứ đại không hòa hợp, là do lòng người không thuận, lòng người ác nhiều nên làm cho tứ đại trồi sụp. Mà tứ đại trồi sụp thì thân đề thể bệnh hoạn chứ sao. Quý vị, nên mình bây giờ mình chỉ cần niệm Phật là được rồi. Bản thân lúc khỏe thì cũng niệm Phật, mà lúc bệnh thì cũng niệm Phật, lúc gãy tay gãy chân cũng niệm Phật. Cứ niệm Phật đi là tự nhiên nó hay à. Nó, ai biết được mai mốt tự nhiên cái sáng thức dậy cái này kính chào quý Phật tử. Thầy vừa nãy giờ bị béo cái miệng rồi, quý Phật tử không? Người ta cảm thấy ngưỡng mộ thầy như vậy mà vẫn bình thường. Cái đó mới là cái đặc sắc. Ê vậy câu dặn không? Giống mai mốt đòn mấy bà từng thứ bảy nào cũng bò đến cho mình lia lịa. Có dịp cái tự nhiên cái đầu ông thầy ông ngồi ấy, tụi nay sao thầy kỹ trời, tự nhiên sao nói chuyện sao mà nó tao đây sao bỏ chỗ quét kỳ quá. Mấy bà có lỡ chụp không? Lỡ chụp đại tôi có gì đâu. Hiểu không? Nhọn thì chụp theo nhọn. Miễn thầy ông chịu chụp thì mình chụp. Hiểu không? Ông trốn thì thôi. Hiểu không? Ai biết được con người thì sao? Rồi một ngày nào cái tự nhiên Nam Mô A Di Đà Phật ra giảng luôn chứ làm sao mà nói được là ra à. Đúng không? Nà. Ai biết được con người bị vô thường, nó có cái dịp nào cái tự nhiên cái bước lên mà vừa đi mà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy một đêm trải qua bình hoàng, bây giờ không biết làm sao cái đầu thầy nó không làm chủ được. Nó cứ giật hoài. Quý Phật tử nghe thầy giảng đừng có giật theo thầy nữa. Thấy không? Mình đang làm con đường cho mình đi xuống. Tại danh vọng mình lớn quá, lỡ mình bệnh hoạn mình chốt người ta làm sao?
thì bản thân mình sẽ sống những ngày tháng âu sầu buồn bã, đúng không quý vị? Này quan trọng đó nghe. Nó không những gì những đứa nói có khi trong cuộc đời nó sẽ có xảy ra, tính trước đi quý vị, đúng không? Cái đòi hỏi là cái tâm con người mình quyết chí niệm Phật cỡ nào kìa. Cái tướng thì nó nhất định có sự thay đổi, nó là từng xấu vô cùng xấu rồi nó đi đến coi được, bây giờ coi được quý vị, con coi được đúng không? Coi được đúng không? Đó, coi được rồi, coi được đá lông nheo. Coi được đá lông nheo chứ. Đó. Lúc nào nó không coi được thì hiện đủ tướng thì đủ xanh hết trời. Tướng nào cũng xuất hiện cho công chúng được chứ. Đúng không? Lúc nào tự nhiên nó giật cái còn có con mắt sao? Không ai biết được. Rồi có những lúc nó tự nhiên lên giảng mũi rồi nó chảy, chảy toàn ten. Không, quý vị cứ tưởng tượng là sau này khi già bị giảng mũi giải chảy tùm lum. Tại vì thích giảng pháp, dù già nhưng mà lên giảng, giảng một chút á, quý vị, thầy bây giờ không phải như hồi xưa nữa, quý vị á. Giờ lớn tuổi mũi giải chảy tùm lum, lấy cái khăn lau thì lâu quá, liếm phức cho nó. Phật tử thấy tội nghiệp quý vị. Trời trời thầy bây giờ cũng già quá trời già tội nghiệp quá trời tội nghiệp. Mũi giải mà không lau lấy miệng liếm. Xong ông giảng lại ông nói rằng là mũi cũng của mình chứ của ai. Thân thể của thầy bây giờ tứ đại giai không, không còn gớm ghê gì nữa chứ. Thấy không? Nó cứ nghĩa là nó sẽ hiện tướng từ 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 từ. Đi đến tuổi già. Hiểu không? Đi đến tuổi già từ từ con người nó sẽ thay đổi lại quý vị. Nó đi theo quy luật đi, vì coi từ xấu nè, sanh ra nhỏ không, lớn lên rồi từ từ cái xấu xí ốm nhom, cái từ từ mập lên bây giờ, cái từ từ coi được, rồi từ từ nó già đi, nó phải xấu lại từ từ lại. Quý vị thấy không, cái quy luật trong cái cõi đời này, tự nhiên khi sinh ra và nó cho vị được đẹp để vị quý vị cảm thấy vị tự hào với cái hình tướng của quý vị. Có nhiều người ta ung thư mà người ta giống như buồn khổ và nản lòng và đi đến mau bế tắc nhất là do gì? Người ta đã có những cái hình tướng rất đẹp quý vị. Và tự nhiên ung thư một cái nó làm cho người ta sa sút quá nhiều. Khi sa sút quá thì người ta thấy cái hình tướng người ta buồn chán. Nên người ta đi vào cái tiêu cực luôn. Nên cái cõi đời này nó đưa quý vị lên. Xong rồi nó mới gạt quý vị rớt xuống. Nó gạt xong quý vị nếu mà đứng được thì nó đưa quý vị lên lại. Nó từng đoạn vậy đó. Chứ không có ai mà đương thời hoài đâu quý vị ơi. Có khi mà đương thời người ta quý thích quý vị, nói thì sao người ta cũng cười chứ. Nhưng nếu quý vị mà đã lúc hết thời rồi, quý vị nói người ta không cười nữa, mà quý vị lại gán nói cho người ta cười, quý vị sai. Tại vì mình nói người ta đã không cười nữa thì mình đừng có nói cho người ta cười nữa. Tại vì mình nói cố gắng người ta cũng không có cười. Nhưng hài cũng vậy, nó hài hước á. Có những danh hài quý vị đương thờ nó lên một cái là khán giả cười rầm rầm, nói gì cũng cười. Nhưng mà đến khi một ngày nào lớn tuổi, cố gắng nói cho người ta cười, nhưng mà cái nụ cười của người ta là gượng gán cười giùm mình chút, không còn cảm giác nữa. Đúng quý vị. Nên người tu đạo nó phải theo thời gian đó để nhìn được mình phong thái như sao. Lúc còn đương thờ mình làm cho người ta cười được là mình đang còn trẻ chung. Nhưng khi đến một ngày lớn tuổi, mình phải đi vào con đường lớn tuổi chuẩn chạc lại. Và đừng bao giờ cầu tiếng tâm gì thì nó sẽ làm cho mình âm đức. Âm đức. Tại mình qua cái thờ rồi.
Nó những đức nhìn thấy rõ ràng. Đời của những đức là học được con người quý vị. Những đức đã từng biết một vị thờ đương thờ của thầy nổi tiếng vô cùng. Thầy nói chuyện bao nhiêu con người vui, cười muốn rớt răng, vui kinh khủng. Thầy là người giảng pháp cực kỳ hay mà. Nhưng mà thầy qua một thờ của thầy, bây giờ thầy muốn giảng vui nữa cũng không được. Người ta vẫn không có cảm giác như ngày xưa. Hiểu không? Cuộc đời của thầy đi để cho những đức nhìn, để cho những đức học quý vị. Thì những đức đến khi một ngày nào tuổi đó mình đã nhìn được cái cách nói chuyện của mình, nó không hài hước được. Tại vì cái tuổi khoảng năm mấy nó không hài hước được như cái tuổi này. Còn nếu như mình ở một nơi gì mà duyên của mình nó cứ có vật hiệu này thì nó còn. Tại vì nó ở nơi quý vị, nó không có mắc duyên đó. Tiếp tục nó còn cái duyên đó quý vị, vì nó còn. Tại vì quý vị cứ tán thán vật hiệu hoài nên duyên bị nó dày lên. Nhưng khi mà mình lỡ một cái gì bệnh hoạn gì, cái tự nhiên cái tâm mình không còn đặt vào câu vật hiệu mạnh nữa, thì cái duyên đó nó giảm. Mà cái duyên mình có được là từ câu vật hiệu. Mà mình lại bỏ câu vật hiệu mình chuyển qua những hướng khác thì duyên mình nó sẽ hết. Thì lúc đó mình nói chuyện mình muốn hài hước lạ, không có nghe được nữa quý vị à. Cảm giác nó kỳ cục, nghe không có được. Nó không phải giỡn đâu quý vị. Mình nhìn đó từng thờ mà mình học. Đó, rồi xong có những đức thấy. Bây giờ tiếp tục dạy người ta về yoga. Thì thấy không, nó nhiều quá rồi. Nó thì tự nhiên như đức nói với mấy anh em, như đức nói tuyệt đối phải cẩn thận pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ này không có đơn giản. Những đức đã từng thấy người này dữ dằn quá trong tịnh độ. Mà bây giờ chuyển tùm lum tùm la là không đơn giản cái pháp môn tịnh độ này đâu. Mà muốn tu cả đời mà gầy dựng được thì chỉ đúng tín nguyện. Chỉ đúng tín nguyện thôi, không còn cách nào nữa chứ. Đừng có đi tham học, đừng có đi tìm kiếm nữa. Vì cái đáp số của cái pháp môn tịnh độ này để giải thoát là câu ai với đạo Phật đó đó. Cái đáp số là câu ai với đạo Phật đó, đừng có đi tìm. Mà cứ niệm Phật hoài đi, niệm hoài, giảng hoài, nó ra luôn. Nó ra thế giới cực lạc luôn, mới đừng nói chuyện dẫn chơi. Tại quý vị biết rằng cái thế giới cực lạc là ai với đạo Phật, mà ai với đạo Phật là thế giới cực lạc. Vì giảng ai với đạo Phật thì ra thế giới cực lạc luôn. Dòng do chứ. Tại sao ra thế giới cực lạc? Vì Ngài mượn cái trí tuệ quý vị để cho quý vị thấy cực lạc Tây Phương luôn. Thì cho người này họ biết được cực lạc để họ mới nói cực lạc rõ ràng cho bị nghe. Chứ làm sao? Tán thán ai với đạo Phật mà. Đúng không? Ý như Đức nói quý vị cố gắng niệm Phật đi. Một ngày là Phật A Di Đà cho quý vị thấy thế giới cực lạc. Nó thì tự nhiên quý vị sẽ cảm giác thế giới cực lạc thù thắng lắm quý vị ơi, chứ không phải giỡn đâu. Tại sao quý vị cứ niệm Phật hoài? Là chắc chắn cực lạc Tây Phương quý vị phải cảm giác được. Phải nhớ kỹ, phải cảm giác được thì tín nguyện nó mới mạnh. Nên như Đức từng nói quý vị là quý vị tin đến mức mà máu quý vị là phải câu ai với đạo Phật. Nhớ không? Chứ không phải là đương thờ gì hoài đâu. Mà một ngày nào mình thắt thế xa cơ không còn một cái gì nữa hết, đó mới là cái lúc quý vị chứng tỏ được quý vị có tin câu ai với đạo Phật hay không. Hiểu không? Lên bờ xuống ruộn te tu tả tơ. Bản thân những đức ở trong vị trí này làm gì cũng đâu có đơn giản. Có những lúc ở trong đó nó cũng phải te tu tả tơ. Nhưng mà có những cái cũng không nói quý vị nghe là hết làm gì. Có những lúc lâu lâu bực bội nói vài câu chơi rồi xong bỏ qua, tiếp tục địa Phật nữa. Hiểu không? Mình là căn tính phàm phu ở cõi đời. Mình phải có một chút đó thì mình mới nhìn ra chúng sanh mà mình nói cho người ta nghe. Được chưa? Tại vì sao có khi người ta cũng sân si, người ta không biết thoát sân si thì sao? Thì mình phải sân si để mình thoát sân si, để người ta nói thầy cũng giống tôi mà thầy thoát được thì tôi thoát được. Đúng không quý vị? Hiểu không? Chứ mày đừng có nói thầy sao mà tu còn sân si. Thầy phải sân si con ơi, để thầy cảm nhận được điều sân si đó để chia sẻ cho con nghe. Chứ nếu thầy không sân si, thầy nói dịu không thì sao con chịu nổi. Trong khi con còn nhiều cái thô, thầy phải thô để cảm nhận được cái thô, để lấy cái thô đưa cho con, để cởi mở ra. Nghe không? Nó, nên từ nơi đó chúng ta tu trong cái cõi đời này phải nhập nhân sinh. Vì con người đang sống trong cõi nhân sinh, sao thoát ra chỗ đó?
Hiểu không? Cái tâm của mình ở đâu, đặt ở đâu thì tự mình biết. Còn cái cảnh thì mình đang sống ở cõi đời, nó phải phù hợp thôi. Nó có khi mà ngồi ăn ngốn, đến chi? Cho những người ăn ngốn, người ta ăn theo. Quý vị hiểu không? Bây giờ mình cái gì mình cũng quá đặc biệt, từ ăn uống đồ quay nghi giới luật quá đặc biệt. Người ta sợ, thấy thầy là người đại thiện căn mới làm điều này, mình thấy mình không có làm được điều đó. Mình muốn giúp người ta thì bản thân mình phải na ná giống người ta, đúng không quý vị? Giống như Lại Quan Âm cũng lên bờ xuống ruộng, chứ đâu phải là thầy ngon lành gì mà thầy lại dõng dạc không mệt đâu. Tôi muốn le lử luôn mà. Vậy muốn gì tôi le lử luôn chứ muốn gì nữa. Xin thưa quý vị, cái buổi mà cuối cùng mà Lại Quan Âm, cái buổi mà tặng máy á, những đức nói không lẽ những đức nằm ngay cái chỗ đó ngủ một giấc. Cái lúc tặng máy là những đức mệt dữ lắm rồi đó quý vị. Mệt không tưởng tượng được, mệt là không còn biết mình là ai rồi đó. Nhưng mà còn 500 danh hiệu, chỉ còn có cái nghĩ là 500 danh hiệu thôi. Chứ lúc đó không còn cái mệt đến mức là dữ lắm rồi đó. Ngồi là nói thiệt là giống như là cố gắng ngồi vậy thôi đó. Còn qua lại người ta đi tặng máy vậy đó, không có thấy cái chuyện tặng máy là cái gì trong đó nữa. Nó mệt đến mức như vậy là quý vị biết rồi đó, nghe không? Vì mà dặn vô cuộc lễ 500 danh hiệu với quý vị. Đó, cũng mệt mà cố gắng. Vậy thì ai trong cuộc đời này tu hành hay làm việc gì mà không cố gắng? Không cố gắng thì sao có ngày thành công quý vị? Hiểu không? Đó, chúng ta là phàm phu phải cố gắng thôi. Cơ thể mình là cơ thể nghiệp chướng nên nó hôi dữ lắm, nên ngày nào cũng tắm. Tâm mình là tâm nghiệp chướng nên thường sân si, nên mình phải cần dùng cái pháp của Phật để tắm nó. Hiểu không? Thân thì ngũ dục lục trần nên dùng nước ngũ dục lục trần mà tắm. Còn tâm của mình thô bị ngũ dục lục trần ám muội nên dùng cái pháp của Phật giải thoát để tâm. Nên mỗi ngày càng nghe chia sẻ Phật pháp là như vậy đấy. Nên mỗi một con người mình nghe gì, quý vị thấy cái cảm giác quý vị mà nghe mà lãnh nhận được nha, vì sẽ thoải mái lắm, nó mát, người nó mát, sướng lắm quý vị ơi. Có nhiều người mình nói an lạc quá, hỏi an lạc là cái gì, mình nói sướng quá, nói đúng rồi, sướng. Có nhiều người mình nói câu thù thắng, nói thù thắng là cái gì, mình nói thù thắng là đặc biệt đó, à đặc biệt thì biết. Quý vị thấy văn tự Phật pháp, văn tự thế gian, thấy chưa, đâu phải là ai cũng hiểu được văn tự Phật pháp đâu quý vị. Nên những đức với quý vị là duyên nhau dày, nên nói thì sao cũng hiểu chứ. Còn những người mà duyên chưa dày thì nói họ không hiểu gì mấy, mà họ thấy sao ai cũng ngồi, họ ngồi theo. Họ ngồi theo viết dính luôn chứ không gì chứ. Ngồi theo chứ nó dính đó quý vị, chứ không phải giỡn đâu. Biết tại sao không? Vị ngồi đó vậy đó, nhưng mà khi vào Phật phóng quang á, quý vị cũng dính luôn. Phật phóng quang dính luôn chứ làm sao. Mình tán thán bộ nguyện Di Đà thì chắc chắn 100% là Phật phải phóng quang. Khi mà giảng tịnh độ thì biết cái cảm giác con người như đức nó vui cỡ nào chưa? Nó vui không tưởng tượng được thì mình biết rồi. Quý vị từng nào cũng đến đây nghe đông vậy là những đức biết rồi, đúng không? Biết rồi. Cái cảm giác này không đơn giản. Cái cảm giác này là quý vị chưa từng có cảm giác này với cái việc bên ngoài, đúng không?
Nó nên nó từ nơi đó câu vật hiệu này hay lắm, thôi chúc vị an lạc nha. Vậy là rồi. Thôi chúng ta hồi hướng như vậy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tỉnh độ. À, cách đây hai ngày có một cái cô này khi đi đến chùa, như cô từng phá thai 3 lần rồi, xong mà cô đến chùa nói chuyện chút xíu cái tự nhiên cái gục gặt hương linh thai nhi nhập vào, nói rằng xin cảm ơn thầy, từ khi mẹ con biết thầy tới giờ về chùa mà nghe pháp rồi bà niệm Phật hồi hướng cho con, gia đình bây giờ bình yên. Nhưng mà cái đặc biệt là lúc trước mẹ con mỗi lần nghe thầy giảng xong là đi về, nên chúng con tức lắm, bực bội lắm thầy. Con lần thầy nhắc nhở nên từ đó về sau bà tu xong là bà ở lại, bà cúng thí thực thì chúng con mới hưởng tài thọ thực được. Nên con cảm ơn thầy. Xong nhà Đức niệm Phật mấy câu cái sức ra. Vì thấy không? Nên cái mà người sống chúng ta thường mình ăn uống nó quen rồi quý vị ơi. Nên cái người mà người ta chết đi, người ta cũng mong mình cúng cho người ta. Nhưng mà chùa mình nó nghe pháp xong mình niệm Phật mình cúng cho người ta hưởng tài thọ thực đặc biệt lắm. Có những hương linh mà người ta đây mà nếu mà người ta mà không chấp vào đồ ăn thức uống này mà người ta mà niệm Phật theo, người ta cầu sanh cực lạc á nghe. Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn ta về cực lạc luôn. Không có giỡn đâu. Về cực lạc muốn ăn có ăn, muốn bặn có bặn, mà đồ ăn ở thế giới cực lạc ngon lắm. Chứ không phải như đây đâu. Mình không có biết nhưng mà mình chắc chắn là đồ ăn đó phải ngon hơn đây. Nếu mà đồ ăn không ngon hơn sao mình muốn về cực lạc? Nó là cực lạc mà đồ ăn không ngon hơn đây sao được, đúng không? Nên cái việc quý vị tu xong ở ngày chủ nhật, nhất là ngày chủ nhật chùa mình bây giờ nó trở thành một cái điểm đặc biệt, mà một cái nơi mà hướng dẫn tu là chắc là cái ngày chủ nhật khóa tu đông nhất rồi đó quý vị. Đông dữ lắm. Mà rất là nhiều người mình mang nghiệp phá thai quý vị về đây nè, mà cái việc này là cái việc trở ngại cái gia đình, quý vị lu bu lộn xộn, con bất hiếu. Tại vì sao? Cái đứa mà mình sinh ra thì mình lại nuôi mình thương, còn cái đứa mà mình không muốn sinh thì nó lại bị mình phá thai. Ghê chỗ này. Nhưng mà bây giờ nếu mà quan gia và hương linh thai nhi á, người ta không nghe pháp thì người ta nghĩ rằng đổ tội hết cho người phá thai. Nhưng mà trong nhà Phật nói là nhân quả nó tương đồng. Bây giờ cái phước duyên các con nó không đủ phước duyên để sinh ra, tuy nó được tái sinh nhưng mà không được sinh ra. Cái phước không được sinh ra. Ghê không? Nên mình không được sinh ra nó cũng có một cái tội là do bản thân mình không đủ phước. Do bản thân mình tu thiếu á. Hiểu không? Nên bây giờ thôi buông cái tâm hận thù đòi nợ đi. Để mà mình niệm Phật mình tu để cầu vãng sanh. Chứ bây giờ mà hận thù hoài thì nó khổ đau. Người sống mà giận cũng khổ. Mà người chết mà hận càng khổ. Làm cô hồn vất vơ vất vưởng hoài mà quý vị. Nên mình về đây mình vừa nghe pháp nó cởi mở tâm tư của bản thân mình và tha thứ cho người. Và quán thân trái chủ đi theo mình và nghiệp quá thai, hương linh thai nhi đi theo mình nó cũng cởi mở nghe. Và từng nào mình về đây gì nó cũng hưởng tài thọ thực. Nên nhiều cô đi về chùa mình giết cái gia đình tự nhiên nó bình an à. Có nhiều cô hỏi bây giờ thầy cách nào để mà gia đình con được bình an. Nhân Đức nói cô bình an thì gia đình cô sẽ bình an. Hiểu không? Mà giờ cô bất an làm sao gia đình cô bình an chợ. Mình tu mà mình cứ nghĩ người ta an mà mình quên mất tiêu mình bất an. Trời ơi, cái này mới nguy hiểm. Khi tưởng đâu cái tâm mình lớn dữ lắm, mình tu mình mong cho người ta tốt, nhưng mà mình quên là bản thân mình tốt người ta mới tốt quý vị ô. Thấy chưa? Này là quan trọng. Nên cái lễ viết Đức Phật A Di Đà ngày 17, 18, 19 tháng 11 âm lịch nha. Ba cái ngày này là đại pháp hội. Mà ngay cái lễ Đức Phật A Di Đà luôn,
Mà cái tâm đa phần con người ta là niệm Quan Âm là cầu an, mà niệm Di Đà là cầu siêu. Đa phần vậy đó quý vị. Nên quý vị khắp nơi nơi mình về đây mình giữ cái đại pháp hội Di Đà này nè, mà mình cầu nguyện cái ngày đó mà cùng tu nghe, để mà Phật A Di Đà ngày phóng quang, ngày gom hết hương linh về Cực Lạc. Hiểu chưa? Gia đình quý vị tự nhiên bình an à. Những người mà nhức tay nhức chân đồ, gom quan gia về Cực Lạc, đỡ nhức tay nhức chân. Thì nhớ nghe, cái chân cẳng mình đau bụng hay là nãy kia nhức đầu là có chổng. Phật Bồ Tát dạy là ở trong đó đó, người ta chổng á, ta quấy rối chổng. Nên bây giờ mình phải cần tu cái tâm mình nó dịu lại, rồi cái tự nhiên cái quan gia mình ta nghe câu Phật hiệu mình niệm, ta niệm theo, Phật phóng quan cái chéo đem về luôn. Nhẹ nhàng liền về đâu. Nó giống như có cô này có một bú nè, những đứa kêu không có được mổ, người ta chổng á, mổ bậy bạ là chết. Để cho người ta cùng sống với mình trong đó đi, không ai đụng ai chứ. Nó mày mà đụng tao thì tao khổ, mày cũng khó sống. Nên chúng ta cùng sống với nhau. Ung thư, mình nói với ung thư, ví dụ như ung thư bụng, bao tử, thí dụ mình nói với bao tử này, nè nghe, ở trong đó yên trong đó nghe không, để chúng ta cùng sống. Tao không có làm gì mày, tao không có bắn thuốc đồ vô, tao không có mổ mày đâu nghe. Mày để tao sống đi, rồi mày cũng sống, tao cũng sống, để chúng ta cùng sống niệm Phật giảng sanh nghe em. Nói vậy người ta thương biết bao nhiêu. Nghe vị nghe vậy đứa nói vị còn phái mà. Không chỉ vị nói với quan gia thì nghe nó phái, tha thứ vị liền. Nên những cái người mà bệnh đau nhức đầu, đau bụng đồ đó, ho hen được, bất cứ bệnh gì bị cứ làm như này, bệnh chỗ nào là làm chỗ đó, bệnh ở đâu bị làm ai vậy đâu. Ai vậy đâu, có bà đó bà làm thôi, bà bệnh ngay cái nách, bà so bà nói trời trời sao nó nhột kỳ cục quá, bà nói sao kỳ, sao con làm con so là nó nhột, bà thấy nó nhột là cảm ứng. Hiểu chưa? Nó từ nơi đó mà cố gắng mà so bà niệm Phật rồi là nó hết. Có cái cô kia nguyên một cái cục bự và bá nó lòi lên gì nè, mà bả nghe nhà Đức giảng, bả so, anh niệm Phật bả so. Một thời gian tự không biết sao nó biến mất tiêu luôn, 100% luôn. Chứ ngồi tam bảo ai dám nói dốc chợ, nói sai, nói tầm bậy bạ giọng ngữ chết, cắt cái lưỡi, tiêu luôn, thấy chưa? Đó là nhà Đức khuyên quý vị vậy đó. Nên cái công đức mà giờ để tu lớn lắm. Chúng ta đem cái công đức này cầu an á, trên là Hòa Thượng, nhờ Hòa Thượng xây chùa mà mình có chỗ về đây mình tu, thấy không? Rồi mình hồi hướng cầu an cho tất cả quý Phật tử ở đây và chúng sanh ở cái quả địa cầu này, mình hướng vậy đi cho người ta bình an. Rồi mình đem cái công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại côn hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người ghi giấy cầu an cầu siêu ở đây cũng đều được hồi hướng. Và tất cả những chúng sanh chết mà chưa được siêu thoát từ trong gia đình mình, những người uống thuốc sâu tự tử hay bị xe đụng hay là nhảy lầu hay là nhảy vô cây cỏ chết gì đó, đủ thứ chuyện chết đó nghe, chúng ta cũng nguyện hồi hướng những chúng sanh đó. Nguyện thần thức của quý vị tỉnh táo sáng suốt và nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim tí như cung, tự thực biến thập phương nhất thiết Phật tự công. Nguyện thử công đức vô cập nhất thiết, đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngô tình chung ngà kim tí như cung, tự thực biến thập phương nhất thiết hữu tình công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiệt, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim ti như cung, thập vương nhật tiết cô hồn cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiệt, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lũng lăng ta bà ha, án một lũng lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhận ra hồng.
an nga nga nắng tam bà và việt nhật ra hồng, bà và việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, u vị vô danh, thái nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh quý vị. Cái công đức phóng sanh này là cầu cho cái bình an thù thắng lắm quý vị. Khi mình mệt mệt chứ phóng sanh xong nó khỏe lắm mà. Những đức mà nói chuyện suốt luôn rồi niệm Phật chung quý vị ra cúng đi thực, có khi những đức cũng mệt đó. Thì cúng đi thực không phải đơn giản đâu. Nên nó cũng mệt lắm á. Nhưng mà khi phóng sanh xong người nó khỏe lắm. Tại vì cái công đức phóng sanh là vô ý thí quý vị. Nên mình về ngôi chùa mà tuần nào cũng phóng sanh thì mấy đứa bé nhỏ nhỏ này nè, kiển nghiệp hết. Cái đứa, có những đứa mà nó lớn lên nó sẽ bất hiếu với cha mẹ. Nhưng mà nhờ cái tu hành nghe pháp công đức phóng sanh này niệm Phật chuyển nghiệp, sau này nó ngoan. Nhiều đứa nhỏ về chùa mình giờ lớn lên ngoan dễ thương lắm á, nhiều lắm. Nên mấy đứa bé nhỏ nhỏ về đây các con dễ thương lắm đó nghe. Ngoan mà dễ thương là ai cũng thương hết nghe. Nít mà ta ngồi im gu vậy là dễ thương lắm á. Đứa nào cũng đẹp dễ thương chứ nghe. Đó nên á, cái công đức phóng sanh này á, chúng ta cũng nguyện hồi hướng cho chúng sanh và hồi hướng cho mấy ông chồng á, mà trở ngại mấy bà vợ đi tu mà hung dữ bạo ngược đó, đem cái công đức phóng sanh này hồi hướng cho mấy ông hiền đi. Thấy không? Rồi mấy cái bà nào mà chửi chồng hỗn ẩu mà chửi cha mẹ chồng rồi đó, đem công đức này hồi hướng cho mấy bà hiền đi. Rồi chưa? Hiền đi nghe mấy bà. Mấy bà mà hung dữ quá chừng mấy bà bị cắt lử á. Chứ mà chỉ giỡn đâu nghe chưa? Nó nên bây giờ lúc này rồi tôi thả chim là tôi thả chim cu hoài luôn á. Tôi hồi hướng cho mấy ông cu á. Mấy ông đực đựa. Để mấy ông đừng có nhậu nhẹt bê tha rồi bỏ nhà bỏ cửa, quýnh vợ quýnh con. Rồi là hồi hướng với mấy ông giết mà mấy ông làm ăn mà tiền ông đem về rầm rầm. Ông đem về mấy bà chia tôi với nghe. Hiểu chưa? Giờ tôi hồi hướng, hiểu không? Nên mong mấy cái công đoạn này mấy ông nghe mấy ông cũng vui. Tại ông thầy ở đâu mà ông biết hồi hướng cho mình hoài. Từng nào cũng hồi hướng cho mấy ông đực rửa chứ nghe. Nó phóng sanh chim cu bay vù vù. Đúng không? Công đức phóng sanh này nó giúp cho quý vị nghe buồn phiền ai là phóng sanh xong là quên mất tiêu nghe. Giờ chúng ta đọc Tam Quy Y nè.
quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay hoan hỷ thì thả chi quý vị ơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.